Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin vào ngày thứ sáu rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta có những cái đánh giá về tất cả cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê cùng với các anh chị sẽ đi view lại tổng quan một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản của thị trường, và cuối cùng thì sẽ có một vài ý để phân tích nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 1. Như vậy là chúng ta năm 2021 đã bước qua một cái tháng đầu tiên. Như vậy là nếu mà tính năm dương là chúng ta lại còn 11 tháng nữa, lại Tết rất là nhanh đúng không ạ, nếu mà tính tiết dương. Thì cái câu chuyện của thị trường trong tuần vừa qua thì nó có rất nhiều các cái yếu tố biến động, thì bây giờ cũng sẽ đi để chúng ta sẽ có những cái phân tích đánh giá lại cái kịch bản thị trường trong tuần vừa qua. Thì kết thúc thị trường tuần cũ thì cũng đã ra bản tin video số 139 phân tích định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1. Thì trong đó thì ông đã có đề cập một số các cái ý chính, và ông đã tóm lược lại trên cái cơ sở là chúng ta có những cái phân tích ở trên kênh YouTube, và thường thì ông sẽ có những cái tổng kết lại, và những cái tổng kết đó thì nó cũng nằm cơ bản là nó nằm ở trên kênh YouTube của chúng ta, đã có ở trong cái phân tích tuần. Thì chúng ta có nói đến cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu là cái phiên giao dịch rất là quan trọng của thị trường, để nó quyết định cái xu hướng đi tiếp theo thị trường. Và kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì cái trend chủ đạo của thị trường vẫn là một cái trend long. Cùng với đó thì Hùng có đánh giá thêm cái mốc M9, mốc mốc M9 được củng cố ở trên cái bộ ba các cái bộ chỉ số tuần tuần giao dịch cũ, đó là VN30, VN Index và phái sinh. Đó thì cái câu chuyện là về cái mốc hỗ trợ của toàn thị trường thì Hùng sẽ lấy cái mốc M9 để đánh giá xu hướng. Và chừng nào mốc 19 còn trụ vững thì anh chị em của chúng ta sẽ tiếp tục cày cuốc làm ăn. Còn cái mốc 19 mà nó bị phá vỡ thì đấy là một cái câu chuyện rất là khó khăn của thị trường. Thì chúng ta sẽ view lại cái câu chuyện về thị trường trong tuần vừa qua như sau. Đây là cái điểm này, là điểm mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ sáu, thì về cơ bản là bộ ba chỉ số toàn thị trường vẫn đang nằm ở trong một cái mốc hỗ trợ rất là ok, mốc 19 1180 điểm. Đã cả một tuần trước đó thì VN Index cũng ở trên cái mốc 19 rất là đẹp. Chỉ số VN 30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy, mốc M9 ở vùng 1555 điểm đến 1160 điểm. Đó, và chỉ số VN 30 F1M cũng như vậy, một tuần giao dịch đi ngang. Tuy nhiên là cái mốc 19 của chỉ số này vẫn được giữ vững. Thì Hùng đã lấy cái mốc 19 làm cái mốc để chúng ta định lượng là nếu như mốc 19 còn giữ vững thì cái câu chuyện thị trường chung của chúng ta nó sẽ rất là ok. Thì cái câu chuyện mà nó bị phá vỡ cái mốc 19 nó rơi vào phiên ngày thứ ba, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì lúc đó 11 giờ, khoảng tầm 11 giờ 50 phút thì Hùng có nói đến mốc 1.100 điểm. Mốc 1.100 điểm. Lúc đó thì thị trường của chúng ta đã bắt đầu bị sọt rất là mạnh. Lúc đó thì đã bị sọt rất là mạnh, và ông có nói đến cái ngưỡng cái với cái tình hình hiện tại thì ông đã đưa ra các cái ngưỡng về hỗ trợ của phái sinh, và cái ngưỡng ở vùng 1.100 điểm này thì khả năng phiên chiều khó giữ, và dự kiến thì ở VN30 và phái sinh thì khả năng cao sẽ đạp về cái vùng ở đây. Thì trong cái phiên giao dịch buổi chiều chúng ta có thể nhìn ở trên biểu đồ của VN30 ở đây. Thì khi mốc cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ là khi mốc M19 bị phá vỡ, đây các anh chị có thể thấy đây, thì thị trường bắt đầu rơi vào tự do. Đó, và rơi vào tự do thì sau đó thì cũng đã lấy cái vùng đệm của vùng 1.100 điểm. Đó, 1.100 điểm ở đây để chúng ta dự báo cái xu hướng của VN30 và VN30 F1M khả năng sẽ bị đạp về đây. Thì chúng ta trong cái phiên của ngày thứ ở ngày 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 thứ ba thì thị trường rơi rất là mạnh. Và kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ ba đó thì cái câu chuyện rất là quen thuộc ở trên thị trường. Nhiều người có trêu bảo là nhìn thấy Hùng Lê nó giống giống ở chỗ cầu Long Biên, nhưng cái câu chuyện là gì? Thị trường của chúng ta có những cái phiên mà bị trắng bên mua, hoặc là những cái phiên giảm điểm như thế này, có nghĩa là bên bên chỉ có sàn, và sàn thì đấy là những cái câu chuyện dẫn đến câu chuyện là nó không phải là
là ít ở trên thị trường đúng không ạ? Chúng ta F0 thì có thể là đây là cái trận đầu tiên mà mọi người chứng kiến, nhưng những người đã ở trên thị trường rất là nhiều năm thì những cái trạng thái như vậy đó là quá là bình thường. Thế thì khi mà thị trường rơi vào cái trạng thái như vậy thì công việc của chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta phải tìm ra cái vùng hỗ trợ. Đó, thì đến 22 giờ ngày 19 tháng 1 thì thị trường rất là nóng và tiếp tục có những cái đánh giá về việc là khi thị trường bị mốc mất mốc cái mốc 19 bị mất thì thị trường sẽ đi về cái mốc hỗ trợ nào trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư. Đó, và ở thị trường đã cân bằng chưa và lúc này thì chúng ta nên làm gì? Đấy là rất rất nhiều những cái câu hỏi mà khi thị trường bị dao động mạnh, biến động mạnh thì ông đã làm những cái động tác để trấn an cái tâm lý nhà đầu tư và đưa ra cho các anh chị một cái bức tranh tổng quan về thị trường của phiên giao dịch ngày thứ tư. Và cái câu chuyện mà ông đã phân tích rất là nhiều lần, khi mà thị trường giảm thì thị trường sẽ cần khoảng mất 4 đến 5 phiên, và cái mô hình cái quả bóng á, đó nó khi nó rơi xuống sàn và nó đập đi đập lại thì nó sẽ mất 4 đến 5 phiên thì nó sẽ ổn định quay trở lại. Và cái mốc hỗ trợ ở tâm lý cho toàn thị trường đó thì Hùng đã đánh giá lại tất cả các cái nhóm ngành cơ bản, ví dụ như large cap, mid cap, các cái nhóm ngành trụ banh và nhóm ngành dầu khí. Kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ ba thì Hùng tạm thời đưa ra cái kịch bản cho phiên giao dịch ngày thứ tư, đó là VN Index sẽ rơi về mốc M7 ở vùng 1.100 điểm. Cùng với đó thì chỉ số VN30 sẽ dao động trong khoảng 1.055 điểm đến 1.070 điểm, tức là cái mốc M7. Và phái sinh thì sẽ giao dịch ở trong khoảng vùng, tức là sẽ dự kiến sẽ bị đạp về khoảng vùng 1.060 đến khoảng vùng 1.075 điểm. Và như vậy thì cái câu chuyện là chuẩn bị sẵn một cái tâm lý cho cái phiên giao dịch ngày thứ tư nó rất là quan trọng. Và đến cái phiên giao dịch ngày thứ tư thì các anh chị em của chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ tâm lý là sau khi mà chỉ số phái sinh long lên gặp vùng 1.124 điểm thì đã đạp xuống và cái điểm số sâu nhất của VN30 ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ tư đó là 1.070 điểm ở đây. Đây, tức là nó đã đạp về đúng cái vùng dự báo của chúng ta, đó là khoảng vùng 1.060 điểm đến 1.075 điểm, đó là cái dự báo của phái sinh. Và cùng với đó thì VN30 thì cũng có nói đến là khả năng cao thì VN30 sẽ bị đạp về khoảng cái vùng 1.055 đến 1.070, và VN30 thì khỏe hơn một tí tẹo, tức là cái điểm sâu nhất của VN30 ở đây nó chỉ rơi về khoảng vùng nó chỉ rơi về khoảng vùng bao nhiêu, khoảng 1.071 ở đây này, suýt soát ở đây đó. Và cùng với đó thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chúng ta cũng thấy rằng ở phiên thứ tư thì VN Index của chúng ta cũng đã bị lao một cây xuống và nó lao về đúng cái mốc hỗ trợ M7 đây, tức là 1.100 điểm đó. Và từ cái phiên giao dịch M7 ở đây và thị trường bắt đầu có một phiên phục hồi thì một số các tài khoản trong team Hùng Lê đã tiến hành bắt đáy. Và đến cái thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì Hùng lại tập trung để nói về cái vùng kháng cự, và tí nữa thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái vùng kháng cự của thị trường. Đó là VN Index lại về lại cái vùng kháng cự 1.180 điểm. Đối với chỉ số VN30 chính là mốc ở đây, mốc 1.060 điểm. Và đối với chỉ số phái sinh thì trong phiên sáng ngày hôm nay đã quan sát rất kỹ những cái động thái tạo lập của thị trường. Đây, phái sinh thì chúng ta sẽ xem ở trên cái biểu đồ này. Ở vùng ở đây chúng ta nhìn thấy đấy, chính là cái vùng 1.085 điểm, thì phái sinh trong phiên sáng ngày hôm nay đã rất khó khăn ở trong cái vùng này, và sau đó thì cũng đã lấy một cái biên ở vùng 1.170 điểm đến 1.085 điểm là cái biên tạm thời giao dịch phái sinh giao dịch ở trong cái biên này, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về tình hình thị trường ở trong phiên ngày thứ hai tuần tới. Thì kịch bản đấy là tất cả những cái diễn biến về mặt tâm lý của thị trường trong tuần vừa qua, đó là mất mốc hỗ trợ M7, tiếp tục dự báo bị đạp về vùng 1.100 điểm đối với chỉ số phái sinh, sau đó tiếp tục đưa chỉ số này về vùng hỗ trợ ở phiên ngày thứ tư, và từ đây thì chỉ số này bắt đầu một cái trend long trở lại, quay trở lại của thị trường. Thì đấy là tất cả cái diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua. Và bây giờ thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ view lại tất cả các mã cổ phiếu cơ bản của thị trường, chúng ta sẽ đánh giá nhanh.
Đối với VIX gần như thì tất cả các mã cổ phiếu đều test cung, tức là test cái vùng hỗ trợ bị thất bại ở vùng 110, nên VIX sẽ có xu hướng tích lũy lại nền ở khoảng nền 102 đến khoảng nền 103 ở trong tuần mới. Vinhome cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau khi mà Vinhome được kéo lên qua cái vùng target 100, test lại ở vùng nền 100 thất bại, chính vì vậy Vinhome đã phải lùi về lại vùng hỗ trợ thấp hơn của Vinhome ở đây, đó là khoảng vùng 95. Xu hướng hiện tại của Vinhome thì Vinhome sẽ đi lại về cái vùng ở đây là vùng 100 đến vùng 102, và sau đó sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Mã cổ phiếu VRE là mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư ở trong cái thời gian vừa qua, và những cái điểm mua của VRE thì đã khá là thấp ở dưới này. Target hiện tại chúng ta đang xây của VRE khoảng vùng 40, và trong tuần thì Vincom Retail liên tục có những cây nến đạp sâu rút chân, tức là cái vùng hỗ trợ của Vincom Retail ở vùng 35 rất là ok, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ khi mà cổ phiếu này vẫn tiếp tục giữ được ở trên vùng 35. Sapeco và Vinamilk, SAB. Sapeco thì cũng không có gì thay đổi cả trong cái thời điểm hiện tại. Đây là một cái mã cổ phiếu nó mang tính tạo lập của thị trường, kháng cự 210. Hiện tại thì Sapeco sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ của em ấy ở đây, khoảng quanh vùng giá 190 là vùng hỗ trợ. Vinamilk thì cái target mà chúng ta xây ở đây đó là vùng 112.5. Sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát được thì chúng ta có đề cập lên dự phóng cái target của nó có thể đi về khoảng vùng 117 đến khoảng vùng 120. Tuy nhiên nhịp test cung của vùng 112 bị thất bại, chính vì vậy nên là Vinamilk, cái câu chuyện là các anh chị lưu ý như vậy, để mà cổ phiếu đi tăng được thì cái vùng hỗ trợ, những cái vùng hỗ trợ thấp mà Hùng Lê phân tích nó phải giữ được. Đó, câu chuyện là như vậy, muốn xây được nhà thì cái móng nó phải còn. Đằng này cái móng nó bị mất thì cái nhà nó sẽ không thể xây tiếp được, mà nó phải đào lại để nó xây lại cái móng mới. Thì xây lại móng mới, đấy một cái mô hình nó đơn giản như vậy thôi. Các anh chị cứ hiểu một cái cuộc sống, trong một cái nôm na trong cuộc sống nó như vậy thì cổ phiếu nó cũng sẽ vận động như vậy. Và Vinamilk sẽ hình thành lại cái nền tích lũy 105 đến vùng 106. Hệ sinh thái của Vinamilk gồm có VLC, thì đến thời điểm hiện tại là VLC chúng ta đang để một cái target của nó ở khoảng vùng 44, và đã hai lần thì cổ phiếu này chạm về vùng 44 và lại chỉnh kỹ thuật trở lại, thì cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở đây nó khoảng vùng 36, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể cổ phiếu này sẽ test lại cung ở vùng 36. Cổ phiếu GTN cũng thuộc hệ sinh thái của em này, và cái target chúng ta xây đó là 30 trên 30, sau đó thì dự test cung ở khoảng vùng 28.5. Tuy nhiên điểm test cung của con này thất bại ở vùng 28.5 thì nó sẽ về vùng lại về vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng 26, xu hướng là em này sẽ bị đạp về khoảng vùng 26, test cung tích lũy ở đây. MCM cổ phiếu này thì mới lên sàn, nói chung là mới lên sàn thì cũng chưa có nhiều cái đánh giá, nhưng dự dự báo là cái vùng khả năng là sẽ kéo ở quanh cái vùng khoảng vùng 72 đến khoảng vùng 73, đây là vùng hỗ trợ của MCM. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không VTC. VTC vẫn là một cái trụ kéo tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Sau khi mà chúng ta đưa cái target của VTC lên vùng 130, những cái điểm test cung của VTC ở đây, cái phiên này là cái phiên bất thường, thì sau đó VTC đã lấp lại được cái vùng hỗ trợ của nó ở đây, chính là cái vùng 130 đó, các anh chị nhìn thấy cái kỹ thuật của nó như vậy. Và chính vì nó lấp được cái vùng hỗ trợ ở đây nên là cái xu hướng và cái dòng tiền tiếp tục duy trì ở độ ổn định đó, mặc dù thị trường chung bị gãy ví dụ như vậy, nhưng cái dòng tiền của nó vẫn tiếp tục hướng lên. Như vậy là cái xu hướng của VTC, target chúng ta đưa ra 140 hoàn toàn khả thi. Cổ phiếu HVN trong một cái nhịp mà chúng ta đưa target của cổ phiếu này cũ ở vùng 32, và các anh chị thấy khi về được đến vùng này, những anh chị nào mà đua theo những vùng ta ở trên này là chết rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là đây là những cái vùng kháng cự cổ phiếu đạt target thì thường xu hướng là cổ phiếu sẽ chỉnh. Và HVN thì cũng chính thức là test cung 30.5 bị thất bại, và sau cái test cung bị thất bại thì nó phải xây lại cái nền mới. Và cái nền xây mới của HVN ở trong nhịp này thì nó sẽ nằm ở vùng 27
đây vùng này xem lại có đúng không. Vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 đấy là vùng mà HVN sẽ xây lại nền khi mà cái câu chuyện nó test cung bị thất bại. Cổ phiếu ACV, ACV target xây là 85 nhưng mà không đạt được, suýt soát đạt được thôi. Sau khi mà nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây là vùng 80 thì vùng nâng lên 85, nhưng mà cái target 85 thì chỉ đi được một đoạn thôi, đi được 1/2, nôm na là như vậy. Và nó cũng test cung 80 bị thất bại, chính vì test cung 80 bị thất bại nên xu hướng của ACV khả năng sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 74 đến vùng 75. AST là một cái mẫu hình mà nó đi chậm thôi. Đó, nó đi chậm nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Đó, nó đi chậm nhưng nó đi rất chắc, và trong một cái trang kỹ thuật dài của AST là mã cổ phiếu mà khuyến nghị các anh chị đáng để đầu tư. Đầu tư cái con ACV và con AST là hai cái con cổ phiếu rất là có duyên, và trong một cái trang kỹ thuật dài thì Hùng dự phóng lên 80. Nhưng cái câu chuyện là đấy là đường dài, nhưng lần lượt chúng ta lần lượt xây dựng từng cái target một, và sau khi cổ phiếu vừa thoát vùng 60 đó và đã có một cái tuần giao dịch cực kỳ là khởi sắc rất là ok, và với tín hiệu này thì em này sẽ đi lên vùng 65, có thể đến lên vùng 65 nghỉ ngơi thêm một tí nữa, sau đó chỉnh kỹ thuật và tiếp tục kéo, và xu hướng thì tiếp tục là uptrend. Ok, BVH chính thức hoàn thành cái target 70 trên 70. Đó, target này là target chúng ta xây, và test cung ở đây 67 bị thất bại. Và khi test cung bị thất bại thì cái xu hướng là sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và vùng hỗ trợ của em này đó là vùng 60 đến khoảng vùng giá 61. Xu hướng hiện tại là đây, tiền đang dòng tiền các anh chị nhìn thấy đây, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì khả năng là sẽ đập lại cái vùng ở đây và nó sẽ có những cái nhịp chỉnh lại đây. Chúng ta đi phân tích một số các cái họ cổ phiếu của nhóm ngành Mansan, thì Mansan thì trong cái nhịp này thì cũng chưa có nhiều các cái động lực. Chủ đạo vẫn ở vùng 86 là vùng hỗ trợ, và vùng kháng cự của cổ phiếu này ở vùng 95, tức là target chúng ta đang dự phóng lên khoảng vùng 102, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này sẽ chưa đạt được. Xu hướng thì vẫn ổn, chưa chưa có vấn đề gì cả. MML. Rồi, MML thì trong tuần vừa qua cũng có những cái biến động rất là mạnh. Tuy nhiên, đối với MML á, thì các anh chị nên xem trên trend tuần Hùng. Và nhìn trên góc độ kỹ thuật tuần thì với xu hướng hiện tại, MML đã có một cây nến rút chân tuần khá là đẹp. Mục tiêu của MML thì vẫn kỳ vọng ở trong nhịp này sẽ đánh ao vùng 55 để đi về khoảng vùng giá 60. MSR MSR là một mã cổ phiếu mà mình thấy rất là hay. Đó, đối với thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là hay. Target chúng ta xây ở khoảng vùng 26 thì tuần cũ là đã đạt rồi. Sau đó thì em này test cung 24 thất bại. Chính vì cái câu chuyện nó test cung thất bại nên đó, nó sẽ về lại cái hỗ trợ này. Chính là cái hỗ trợ này, đây các anh chị nhìn thấy này, trong cái phiên đạp sâu nhất đó. Đấy, cái kịch bản là gì? Tại sao chúng ta lại phải đưa ra cái vùng hỗ trợ của thị trường để chúng ta biết được có thể là VN Index về đến cái vùng đó thì nó sẽ có một cái sự phục hồi, và gần như thì tất cả các mã cổ phiếu các anh chị để ý thấy là đều phục hồi từ phiên giao dịch ngày thứ ba ngày thứ tư. Phục hồi phiên giao dịch ngày thứ tư chính là cái phiên mà chúng ta đưa cái chỉ số VN Index có thể về vùng 1.100 điểm, và chỉ số phái trinh, chỉ số VN30 đều tạo đáy ở những cái vùng mà chúng ta phân tích rất là ok. Với MSR tiếp tục xu hướng sẽ tiệm cận lại về vùng 24, thoát vùng 24 thì chúng ta vẫn tiếp tục có ở đây cái vùng 26. MCH là một cái mã mà thanh khoản hơi thấp, nhưng mà trend đi kỹ thuật của nó thì cũng khá là ok. Dự là sẽ đi về khoảng vùng 100 đến khoảng vùng 102. Điểm mua của con này thì nó gần như không còn nữa. MWG và PNG, MWG xem nào, MWG ok, vẫn là một cái trụ kéo của thị trường. Trong phiên ngày hôm nay, thị trường tăng điểm cũng một phần nhờ vào rất lớn của Mansan, của PNG, của BVH. Không phải của BVH mà của MWG. Đối với MWG, trong cái nhịp mà đây, nó nhịp test cung này nó thất bại. Nhịp test cung thất bại thì nó sẽ có cái vùng hỗ trợ, và cái vùng hỗ trợ sâu của em này đây chính là vùng 100 đây, chính anh chị đó, đây phiên nó tạo cây nến đạp về gần cái vùng hỗ trợ, xong đó thì kéo rút chân lên. Xu hướng kỹ thuật
của MWG, dòng tiền tiếp tục ok và dự cái target của vùng 135 chúng ta vẫn giữ nguyên. PNG cũng là một cái trụ kéo tương đối tốt và tương đối ổn định. Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là PNG chính thức là hoàn thành cái vùng target mục tiêu của chúng ta ở vùng 83 đến vùng 85. Dòng tiền của PNG hiện tại thì đang hơi yếu một tí. Tuy nhiên với một cái góc độ kỹ thuật là nhìn những cái đồ tạo lập ở đây là PNG khả năng sẽ có xu hướng đánh đánh vượt lên. Còn cái vùng hỗ trợ đó anh chị, vùng hỗ trợ của PNG chính là vùng 80 đây. Ở đây 80 sau một cái phiên giảm mạnh và phiên ngày hôm sau thì đã lấp lại được cái vùng hỗ trợ như vậy rất là ok. Chúng ta sẽ chờ ở phiên tuần tới, nếu mà có một cái cây nến xanh nó ngồi vượt thoát vùng 85 thì tất cả những cái tài khoản đang cầm PNG chúng ta có thể cân thêm hàng. Bởi vì như vậy thì PNG sẽ có xu hướng là đánh về vùng 90, mạnh hơn sẽ là khoảng vùng 95. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa, đầu tiên là Bình Minh. Bình Minh thì trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta đang hình thành nên một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 65.5. Cái vùng hỗ trợ của Bình Minh ở đây là vùng 61.5 đến vùng 62. Thì cái câu chuyện là vì Bình Minh bị test cung thất bại ở trong phiên ngày thứ ba nên cổ phiếu thường nó sẽ có xu hướng là về cái vùng hỗ trợ sâu hơn của nó, là vùng hỗ trợ cấp 2 của nó. Đây là vùng hỗ trợ cấp 1 thì đây là vùng hỗ trợ cấp 2. Cùng với đó thì chúng ta phân tích những cái động thái của thị trường thì chúng ta thấy rằng là Bình Minh cũng tạo đáy đúng cái phiên ngày thứ tư đó ở vùng giá 58 đến vùng giá 59, và kết tuần thì Bình Minh đã lấy lại được cái vùng hỗ trợ cấp 1 61.2 đến vùng 65 à 62. Thì dự kiến với lực hồi hiện tại dòng tiền đang hướng lên thì chúng ta kỳ vọng Bình Minh sang tuần tới sẽ có những cái nhịp hồi phục tốt hơn. Cổ phiếu nhựa Bagona target ta đưa về vùng 15.5 đến vùng 16, và chính thức thì cổ phiếu này cũng đã đạt cái target, và đạt target đó thì em mới test cung ở vùng 15 bị thất bại. Khi test cung ở vùng 15 bị thất bại thì nó sẽ về cái xu hướng tích lũy nền cấp 2 của nó ở đây, đó là vùng 14. Thì hiện tại là những cái tín hiệu cầu hiện tại của cổ phiếu Bana, bởi vì dòng tiền nó đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu đường MACD xấu, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp thì cổ phiếu sẽ có cần thêm thời gian để tích lũy lại ở cái nền 14. Cổ phiếu nhựa Thiếu Niên Tiền Phong con này thì nên xem ở trên trên tuần, và nó đánh thì nó đánh hơi hơi chột nên là cũng ai cầm dài thì đánh được, cầm ngắn thì nó hơi khó chịu. Cổ phiếu DAG là mã cổ phiếu mà khuyến nghị đáng để đầu tư ở trong cái thời điểm hiện tại. Một số anh chị hỏi là bây giờ xử lý như nào, thì nó có câu chuyện nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì phải xử lý cả. Ở vùng 7 đến vùng 7.2 đây là vùng hold dài của cổ phiếu được, nắm giữ được. Ở cái nhịp này thì nó kéo lên thôi, nó kéo lên nó giảm thì nó lại lấp lại ở đây, và đến thời điểm hiện tại là chính thức là cũng đã lấp lại được vùng 7.5 đến 7.6 thì cơ bản ok. MG như thế nào? Blue vừa. G đến thời điểm hiện tại cũng là tốt đó các anh chị. Đó, nhịp xổ số của G đến thời điểm này là chúng ta đưa cái target của G về vùng 55, và phiên ngày hôm nay thì G chạm vùng 55 và rụt cổ lại một tí. Thì cái rụt cổ này nó cũng không sao cả, nó có cái vùng ở đây này, đã đưa cho các anh chị này khoảng vùng 53.5. Thì G có một cái điểm tích lũy ngang ở đây rất là đẹp ở đây, thể hiện cái ý đồ tạo lập của G là khả năng sẽ tiếp tục đánh. Và cái câu chuyện của G sang phiên ngày thứ hai tuần tới có một cái phiên kéo lên vùng 55 và test cung lại vùng 55 không gãy thì đối với nhịp xổ số thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có thể tăng thêm tỷ trọng của chúng ta đang nắm. Các anh chị đang nắm như nào thì chúng ta sẽ cân thêm như vậy. Rồi, mã cổ phiếu nhóm ngành công nghệ FPT sau khi đạt cái vùng giá mục tiêu là 65 trên 65 thì FPT đã kéo qua, và FPT cũng test cung thất bại lại vùng 65 ở trong cái phiên bất thường. Nói chung cái phiên đó thì chúng ta không nói lên được điều gì cả. Nhưng đến cái phiên ngày thứ tư, đó thị trường chung tạo đáy, cùng với đó thì FPT cũng đã rút chân lên từ cái nền hỗ trợ đây này 60 đến 60.5. Phiên kết tuần thì gần FPT đã lấy lại được tất cả những cái gì đã mất và đang đóng cửa khoảng gần vùng 67, và mục tiêu của FPT ở trong nhịp này vùng 7x cơ bản vẫn để nguyên được. DGW hiện tại là nhiều anh chị bắt đầu thấy chán nó rồi đấy, và khi chán nó thì nó sẽ nó mới kéo.
câu chuyện nó là như vậy. Thì DGWK nó cũng bị test cái cung ở đây này, vùng 73.5 nó bị thất bại thì nó sẽ có xu hướng đi về nền hỗ trợ cấp 2 của em này khoảng vùng 65 đến vùng 66. Bây giờ thì DigiWorld nó đã chạm lại đây cái vùng 80 thì theo Hùng thì khả năng là nó sẽ vòng vo, nó sẽ có một vài nhịp đánh lên đánh xuống ở đây. Đó, nó sẽ có một vài nhịp đánh lên đánh xuống ở đây trước khi mà nó hình thành cái xu hướng mới. Dòng tiền bắt đầu đi lên rồi, tốt rồi. Đây là cái tín hiệu đầu tiên. Đó, và sang phiên ngày thứ hai tuần tới ví dụ như vậy, DigiWorld nó ngồi lên được trên vùng 80 cộng thì cái target mà chúng ta đang để ở đây, vùng 85 thì hoàn thành rồi, nhưng vùng 90 86 thì hoàn thành rồi. Vùng 90 thì chưa đạt được. CMG CMG target xây 40 thì đã đạt được ở trong cái tuần giao dịch trước đó, hai lần chạm tiệm cận 40 thì bị rụt lại, và chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ 38 tuần vừa qua thì cổ phiếu này test cung thất bại ở vùng 38. Khi cái câu chuyện nó test cung thất bại vùng 38 thì thường nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ thấp ở dưới này, và vùng hỗ trợ của nó là vùng 32 33 33 đến khoảng vùng 33.5 các anh chị, 33.5. Đó. Thì thường là cổ phiếu nó đây, phiên này là nó chiêu xuống một phát gần cái hỗ trợ xong rồi nó kéo lên. Với cái tình huống hiện tại thì em này sẽ có cái xu hướng là tích lũy thêm ở cái vùng đây, chính là khoảng vùng giá 36 đến khoảng vùng giá 7 trước khi hình thành xu hướng tiếp theo. Cổ phiếu ITD là một mẫu hình ITD là một cái mẫu hình mà được khuyến nghị đánh dài, những cái vùng mua của ITD cũng khá thấp ở dưới này. Trong một cái nhịp hình thành dự phóng lên được khoảng vùng 12.5 thì lên được đến khoảng vùng ở đây là 11.85 thì bị đổ lại. Bị đổ lại thì ITD theo Hùng thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở vùng 10.5 đến vùng 10.8. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ ngắn của ITD. Em ITD này thì chúng ta nên xem ở trên chart tuần. Đó, trên chart tuần thì chúng ta sẽ đỡ bị gọi là mất tay. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành Slab Novaland. Novaland thì nó đặt gọi là đặc mùi về tạo lập, và trong phiên ngày hôm nay thì tạo lập cũng đã kéo Novaland lên về lại cái vùng giá 77 đến vùng 78 lần 2, và với cái lực kéo như hiện tại như thế này thì Novaland sẽ có những cái điểm test lại cung. Câu chuyện nó là như vậy, test lại cung, nó sẽ test lại cung ở đây. Không gãy, các anh chị phải lưu ý nhá, test cung không gãy. Test cung không gãy nó là một câu chuyện rất là quan trọng bởi vì nó giữ lại được cái nền cho cổ phiếu. Cotecom CTD ở thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá rằng là CTD cũng là một cái mẫu hình trung hạn rất là đẹp. Chúng ta xây cái target là 85 trên 85 hoàn thành, vùng hỗ trợ của Cotecom vùng 82 thì bị bẻ gãy ở trong một cái phiên giao dịch rất là bất thường. Chính vì vậy nên là đấy, nó lại về lại thôi, nó lại về lại vùng hỗ trợ của Cotecom. Đây, hỗ trợ 75 đến 76. Xu hướng hiện tại của Cotecom thì đây là hỗ trợ thì nó lại trở thành cái kháng cự ở đây này, nó lại trở thành cái kháng cự 82. Nên là trong phiên ngày giao dịch ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới thì chạm cái kháng cự này thì cổ tích công khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật thì sẽ quan sát thêm. HTN 45/45 lần 2, và đối với mã cổ phiếu này với những cái đồ tạo lập như vậy thì bây giờ vùng 45 lần 2 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ tương đối là chắc chắn. Theo như cái xu hướng của dự báo thì cái xu hướng khả năng là HTN sẽ tiếp tục kéo. Còn những cái điểm mua ở trên này thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ lựa để chúng ta mua, tránh mua những cái điểm xanh. HDC 40/40 lần thứ 3. Đó, 40/40 lần thứ 3, và hỗ trợ của em này vùng 37.5 đến vùng 38.5. Hỗ trợ sâu của nó ở đây chính là vùng 35 không gãy. Đó, 35 không gãy. Thì với tín hiệu này thì em này sẽ phải test lại cung 40, và cái vùng 40 sẽ trở thành vùng hỗ trợ của HDC. Cũng sẽ tiếp tục quan sát cái lực cầu của em này trước khi mà chúng ta có thể nâng target, trước khi mà chúng ta có thể nâng target. Phiên ngày thứ 2 mà thị trường hàng T3 về mà thị trường vẫn ổn thì chúng ta sẽ có thể nâng được target và sẽ có những cái điểm khuyến nghị mua hạn mức bất thường. Đối với HDG là một cái mã cổ phiếu mà phân tích song hành cùng với HDC trong thời điểm hiện tại.
Target 45 trên 45 thì đã hoàn thành và chính thức là từ cái vùng ở đây vùng 39 đến vùng 40 thì cũng đã nâng cái target của HDG lên khoảng vùng 5x. Lực cầu ổn, phiên ngày hôm nay ổn và phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu test cung, nó phải test lại đây một tí nữa để chúng ta xem thử cái vùng 45 kháng cự bây giờ trở thành cái vùng hỗ trợ của em này thì có giữ được hay không. Cổ phiếu HBC trong phiên ngày hôm nay vùng 17.5, 17.5 chính là cái vùng kháng cự ngắn hạn của HBC trong một cái nhịp mà dự phóng của HBC có thể đánh lên vùng 19 đến khoảng vùng 19.5. Ở trong tuần thì HBC cũng test cung bị thất bại ở vùng 17. Sau đó đó cái câu chuyện test cung thất bại ở vùng 17 thì HBC sẽ về lại vùng hỗ trợ ở đây. Đó chính là vùng hỗ trợ 15 thì Hùng cũng đã một số các anh chị có hỏi là bây giờ HBC xử lý như nào thì Hùng có bảo là nếu như cái vùng 15 này mà chưa gãy ấy, thì chúng ta cứ cầm để chúng ta chờ cơ hội HBC về phục hồi lại về vùng 17 cộng thì chúng ta sẽ ra bớt hàng. Ở trong phiên ngày hôm nay thì HBC đóng cửa nó không được cao nhất ở trong phiên. Như vậy thì cái vùng kháng cự 17.5 này của HBC vẫn đang là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu để đánh giá xu hướng tiếp theo. VCS chúng ta xây ở 95 và đạt được ở đây cũng gần gần được 95. Trong tuần VCS cũng test cung thất bại ở vùng 90, chính vậy nên là VCS có xu hướng là test lại vùng thấp hơn ở vùng 85 đến vùng 86.5. Và với những cái tín hiệu cầu hiện tại của VCS thì VCS sẽ chưa thể phục hồi ngay được, vẫn cần thêm thời gian để đi ở vùng này. Đạt Phương hình thành nền hỗ trợ của Đạt Phương ở đây vùng 29.4 đến vùng 3x và em này sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa để chúng ta nhìn thấy được cái tín hiệu đảo chiều của dòng tiền và một số cái tín hiệu kỹ thuật khác của Đạt Phương. Vùng kháng cự Đạt Phương vẫn ở khoảng vùng 35. CRE trong một cái nhịp mà chúng ta đưa cái target của em này về vùng 30 và gần gần như suýt soát đạt được thì CRE chỉnh giảm về đây. Và trong cái bản tin mà phân tích thì Hùng cũng đã đưa cái vùng hỗ trợ của CRE ở đây là vùng 23 đến vùng 23.5. Ngoài cái câu chuyện mà phân tích về thị trường á, thì Hùng liên tục đánh giá cho tất cả những anh chị em trong team đó là các cái vùng hỗ trợ và các cái vùng kháng cự của cổ phiếu được cập nhật. Và khi mà các cái nhóm ngành có những cái biến động thì cũng sẽ có những cập nhật rất là cụ thể chi tiết như thế này. Thì trên cơ sở những cái điểm kháng cự, những cái điểm hỗ trợ của chúng ta thì như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tâm lý rất là ổn định để chúng ta ôm cổ phiếu lại nếu như cổ phiếu vẫn còn ở trong những cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Và với tín hiệu của CRE thì CRE sẽ phục hồi lại từ vùng hỗ trợ 23.5 đến vùng 24 và dự kiến sẽ đánh lại về vùng 28. EVG. Rồi, EVG cũng như vậy, cái target chúng ta đưa ở đây là vùng 12 và bây giờ em ấy chỉnh mất đà ở vùng 11, chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ hình thành cái vùng hỗ trợ ở đây ở vùng 10 đây. Thì dự báo là cái từ vùng 9.5 đến vùng 10 đây thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tích lũy lại nền trước khi hình thành một cái nhịp hồi phục ở đây. Dòng tiền nó chưa bật lại được nên là chúng ta cần phải chờ thêm. Hiện tại chủ đạo là chúng ta sẽ đi tìm những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu. C2 target xây ở vùng 25. Test cung thất bại ở vùng 23, chính vì vậy nên CRE nó lại có xu hướng đi về cái vùng tích lũy nền sâu hơn ở đây. Đó các anh chị nhìn thấy không ạ? Đây. Đây chính là nền hỗ trợ của C2 trước khi mùng đánh giá C2 có thể nâng target lên vùng 20 mấy đấy, vùng 23.5 đến vùng 24. Đó, test cung ở vùng trên này thất bại đến đây, chính là phiên ngày thứ tư nó chiêu một phát về đến đây xong nó kéo lên. Kéo lên như này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái của C2 ở quanh vùng 23. KDH. Khang Điền là một cái mã cổ phiếu cũng được khuyến nghị anh em đầu tư bởi vì nó cũng đã trở thành một cái trend về mặt kỹ thuật nó tương đối là đẹp và ổn định. Sau một cái phiên bất thường thì KDH cũng đã lấp lại được hết gần như hết những cái tín hiệu gãy bất thường ở đây và đã đi về lại cái vùng target thiết kế 34.
Dự kiến cho phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vùng 33, chính cái vùng target đây chính là vùng hỗ trợ của cổ phiếu, thì chúng ta sẽ xem những cái điểm khả năng là cổ phiếu này sẽ test cung, test lại vùng 33 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định đánh break vùng 34 thì chúng ta sẽ nâng target lên khoảng vùng 38 của KDH. DRH ở nhịp này như vậy là chính xác là DRH chỉ đạt được target khoảng 12 cộng, và bây giờ thì cổ phiếu sẽ có xu hướng hình thành lại nền tích lũy 10 đến vùng 10.3. Cổ phiếu C32 sẽ có xu hướng hình thành lại nền tích lũy 25.5 đến nền 26 sau khi mà hoàn thành cái target ở đây 30 trên 30 đúng không ạ? 30 trên 30 đây. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần cũ các anh chị nhá. LGL NGL là target đạt được 7 trên 7. Sau đó thì em này chỉnh về mặt kỹ thuật. Nôm na hỗ trợ vùng 5.5 và vùng này không gãy thì các anh chị có thể cân đo đong đếm mua thêm. Cổ phiếu đất xanh DXG, đất xanh ngày hôm nay CE gần CE. Thì cái câu chuyện của đất xanh là chúng ta có khi mà đây cái phiên giao dịch bất thường chính là cái phiên mà kết thúc tuần giao dịch cũ. Thì sau trong cái bản tin video số 139 thì cũng đã nói đến cái câu chuyện là sau một cái phiên mà cổ phiếu bị đạp sàn như vậy thì chúng ta cần chờ thêm cái tín hiệu của phiên giao dịch tiếp theo để chúng ta xem cái xác nhận cái xu hướng về mặt kỹ thuật. Thì phiên ngày thứ hai chính là phiên mà đất xanh để lấp lại hết toàn bộ các cái tín hiệu giảm ở đây và tiếp tục hình thành test cung ở vùng 17 thành công hướng về cột mốc 19.5 đến vùng 20. Trong bản tin tuần thì cũng chính thức là đất xanh hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 20 trên 20. Khi về đến đây rồi thì dự báo là đất xanh sẽ có những cái nhịp test chỉnh kỹ thuật ở đây. Ông sẽ quan sát những cái nhịp test chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng 19.5 trước khi có những cái khuyến nghị tiếp theo. LDG cũng là một cái mã pen, nó đi chạy song hành cùng với cả đất xanh. Trong một nhịp ở đây chúng ta đang phân tích một sóng lên, nôm na là chúng ta đang phân tích một sóng lên hùng nối ở đây cho nó dễ. Đây, từ vùng này lên vùng 7.5, từ vùng 7.5 xây lên vùng 8.5. 8.5 xây lên thì có một điểm test cung ở đây 8.25 thất bại. Vì nó test cung ở 8.25 thất bại nên nó lại phải đi về cái vùng test cung sâu hơn của cổ phiếu này, đó là vùng 7.3 đến 7.5. Trong ngắn hạn về mặt kỹ thuật thì dòng tiền nó chưa có được cải thiện, chính vì vậy nên LDG cũng sẽ cần phải có thêm thời gian để tích lũy ổn định nền lại ở trên khoảng vùng 7.5 cộng trước khi mà có các phân tích tiếp theo. Cổ phiếu DIG câu chuyện riêng đã kết thúc chưa? Thì đến thời điểm hiện tại theo Hùng là nó vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang còn trong một cái nhịp uptrend lên. Trong một cái nhịp uptrend lên khá là tốt và nó lại đang chạm lại vùng kháng cự 34, thì trong tuần tới thì Hùng dự báo rằng cổ phiếu này sẽ tiệm cận lại về vùng 34 trước khi mà có những cái hành động tiếp theo. Hỗ trợ của em này khoảng vùng 29.5 đến vùng 30. Vùng hỗ trợ này là cái vùng để xác nhận xem cái câu chuyện DG còn hay hết. Nôm na nó là vậy. Chúng ta sẽ có những cái cột tiêu, sẽ có những cái cọc mốc để giúp cho chúng ta định lượng. Cổ phiếu Fecom 14 trên 14 rồi và nó cũng bị test cung thất bại ở vùng 13.5. Trong một cái phiên giao dịch bất thường, đến phiên ngày thứ tư thì cũng chính thức là đây hỗ trợ của nó đây anh chị. Hỗ trợ nó đây. Thì nó chạm hỗ trợ xong đó nó bật lên. Bật lên như thế này thì nôm na là nó lại về lại được khoảng vùng 13.5 cộng, thì các anh chị cân nhắc để chúng ta có thể chốt bớt. IDC là Hùng đang nâng target của IDC lên vùng 5x và trong tuần thì cũng đã có lúc là đánh rất là tốt, test cung lại ở vùng hỗ trợ. Ngày xưa kháng cự thì vùng hỗ trợ 45 thất bại, chính vì vậy nên là em ấy lại phải đi về cái vùng tích lũy thấp hơn ở đây vùng 38.3 đến vùng 40, và xu hướng ngắn hạn thì IDC sẽ có thể cần thêm thời gian. LCG đã hết sóng chưa? Thì đến thời điểm hiện tại theo quan điểm của Hùng là chưa hết sóng. Vùng 13.4 đến vùng 13.7 ở đây chính là vùng hỗ trợ ở đây. Vì nó test cung ở đây này, nó test cái vùng 15 năm ở đây bị thất bại nên nó sẽ về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây. Vùng 13.4 đến vùng 13.7, vùng này vẫn giữ được thì xu hướng cổ phiếu ok và lực hồi phục nó sẽ đi về lại dự lại ở khoảng vùng 15.5.
tức là nó sẽ về lại đúng cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và từ đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích. C4G. C4G thời điểm hiện tại là hơi xấu rồi, bởi vì dòng tiền cắm đầu, đường mác cắm đầu như vậy thì cổ phiếu không có cổ phiếu nào tăng được. Và xu hướng thì nó lại về lại đây, hình thành lại cái nền tích lũy của nó ở đây thôi, khoảng vùng 10.4 đến khoảng vùng 10. Cổ phiếu hai này thì mới khuyến nghị đầu tư thôi, mới khuyến nghị anh em bắt khi mà cổ phiếu này vượt thoát cái vùng 19 đến vùng 19.5 ở đây đó. Và cổ phiếu này thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm theo quan điểm kỹ thuật của Hùng, thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh và khá là hay, anh chị có thể cân nhắc để chúng ta tăng thêm tỷ trọng. Nha đang xây một nhịp xổ số, dự ở vùng 23, và vùng này thì khả năng cao thì sẽ hoàn thành thôi. Nhà Từ Liêm, như vậy là cái target cao nhất mà cổ phiếu này đạt được có thể xác nhận ở vùng 26. Test cung ở vùng 24 bị thất bại nên xu hướng là cổ phiếu sẽ về lại cái vùng tích lũy sâu hơn ở đây, đó là vùng hỗ trợ của nhà Từ Liêm 21.5 đến vùng 22. Như vậy thôi. Và với xu hướng hiện tại thì nhà Từ Liêm sẽ có một cái biên dao động khoảng từ vùng hỗ trợ này lên đến lại vùng 24 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu gas. Gas target xây 95, đó, target xây 95, và sau khi mà đạt được 95 thì cổ phiếu này test cung, nhưng mà gọi là test test hơi bị quá đà. Và khi nó test cung lại vùng 90 thất bại, chính vì vậy nên là nó lại phải đổ về lại cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và vùng hỗ trợ thấp hơn của nó ở đây là vùng 81 đến vùng 82, phiên ngày thứ tư đây các anh chị. Nó về đến vùng hỗ trợ xong là kéo lên. Với xu hướng ngắn thì cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian nghỉ ngơi và tích lũy lại vùng 85. Sau một cái phiên kéo này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng trả lại cung, chưa tăng lại được ngay đâu các anh chị, nó phải lấp gáp, nó phải cày đi cày lại, bừa đi bừa lại ở những cái vùng này, sau đó thì nó mới hình thành được một cái xu hướng mới. Cổ phiếu PLX cũng hoàn toàn tương tự như vậy, khi mà bị gãy vùng 56 thì thường nó sẽ có xu hướng test lại những cái vùng cung sâu hơn, và cái vùng hỗ trợ của PLX đó là vùng 51.5 đến vùng 52 đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, phiên này tương như vậy. Và xu hướng hiện tại thì PLX sẽ đi ở trong biên từ vùng 51.5 đến vùng ở đây là vùng 56, khả năng khi chạm về kháng cự 56 thì nó lại bị đập lại rồi lại. PVS target mà đang xây ở khoảng vùng 22 trên 22 thì cũng gần suýt sát đạt được. Sau đó thì nó test lại cái cung ở khoảng vùng 21 này, đó, cái test cung ở vùng 21 nó bị thất bại. Khi thất bại rồi thì nó sẽ xu hướng nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn của nó, và vùng hỗ trợ sâu của em này đó là vùng 18 đến vùng 18.5. Mục đích của cái việc mà chúng ta tìm ra hỗ trợ để làm gì? Thứ nhất là chúng ta có thể đặt mua lại cổ phiếu từ vùng hỗ trợ, là thứ nhất. Ý thứ hai là vùng hỗ trợ là vùng vùng tâm lý, và khi chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu mà cổ phiếu vẫn đang nằm trên vùng hỗ trợ thì chúng ta tiếp tục cầm nắm được, còn nếu như gãy hỗ trợ thì thôi, chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải thoát hàng. PVD cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư ở trong bộ các mã cổ phiếu nhóm P, thì PVD là cũng đang xây target của em này 23 trên 23, và như vậy thì sau khi mà cổ phiếu này đạt được target thì dự kiến sẽ trả cung. Vùng trả cung dự kiến của em này ở khoảng vùng 19.5 đến vùng 20, và sẽ quan sát thêm. Đấy, dòng tiền nó đang cắm đầu như thế này thì chỉ có tích lũy đi ngang hoặc là đi xuống. Cổ phiếu PVT cực kỳ khỏe đó, ba cổ phiếu PVS, PVD và PVT là ba mã cổ phiếu cùng khuyến nghị đầu tư đáng để đầu tư của nhóm P, và đến thời điểm hiện tại thì gần như các mã cổ phiếu này cũng hoàn thành target hết rồi các anh chị. PVT chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 19 trên 19. Dòng tiền mạnh mẽ, khối lượng khớp lệnh toàn 11 triệu như này đó, các anh chị nhìn thấy tiền nó đi lên như thế này cơ mà đó. Rồi nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng giá 19 trước khi mà có những cái phân tích tiếp theo dự cho target ở khoảng vùng 22 cộng.
Bộ ba cổ phiếu top sau cũng đã được khuyến nghị đầu tư, bao gồm mã cổ phiếu BSR. BSR theo phân tích kỹ thuật ở đây đó là chúng ta xây cái vùng target 12 trên 12 và chúng ta chờ một cái nhịp test cung ở đây, nhưng nhịp test cung này tạm gọi là thất bại vì cái phiên test cung ở phiên ngày thứ 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 tư phiên ngày thứ ba đó và đến cái phiên ngày thứ tư thì nó lại chạm về vùng hỗ trợ sâu. Về bản chất nó nếu đẹp nó test cung nó phải không gãy vùng 12. Tuy nhiên phiên kết tuần nếu chúng ta xem ở trên đến tuần thì chúng ta vẫn thấy rằng cái phiên này nó chỉ ở cái tuần này nó chỉ hơi giảm nhẹ một tí thôi, nó hơi giảm nhẹ một tí thôi, cây nến gọi là đinh ba rất là đẹp về mặt thế trận rút chân. Và với thế trận này thì các anh chị đang cầm BSR chúng ta sẽ quan sát lại cái vùng hỗ trợ về 1.5 ở trong phiên giao dịch tuần mới, vùng này được giữ vững thì nó vẫn là ok, chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu dòng tiền nó đảo chiều trở lại sang chen long. Oi 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 đến thời điểm hiện tại cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 13 trên 13 và cổ phiếu test cung. Test cung hơi sâu do một cái trạng thái bất thường, còn về nếu đúng về lý thuyết là Oi chỉ có test cung ở khoảng vùng 11.8 đến khoảng vùng 12.2 thôi. Tuy nhiên với tín hiệu dòng tiền hiện tại và tín hiệu mác hiện tại như thế này thì Oi sẽ cần thêm thời gian để ổn định lại ở cái nền tích lũy sâu hơn của Oi ở dưới này, đó là vùng 11 đến khoảng vùng 11.3. POV kép target chúng ta đang đưa là vùng 15 trên 15 và hiện tại thì Hùng chưa có nâng target bởi vì cái tín hiệu như này thì chưa thể nâng được. Vùng hỗ trợ của cổ phiếu này đó là nền 13.5 đến nền 13.7 ở đây. Một phiên bất thường và sau đó phiên ngày thứ tư thì cũng đã lấy lại được cái vùng trên cái vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ lấy cái vùng này làm vùng quan sát từ vùng 13.5 đến vùng 15. Cổ phiếu PET. PET thì cái tính đầu cơ nó cao. Đó, cái tính đầu cơ nó rất là cao. Chúng ta xây 20 và cũng xích soát đạt được vùng hỗ trợ của PET đó, anh chị nhìn thấy đây. Đó, cái mục tiêu của cái vùng hỗ trợ là gì để các anh chị có thể đặt lệnh chờ mua ở vùng 15.7 đến vùng 16.2. Dự kiến với một cái động thái này thì nó sẽ đánh chạm lại về khoảng lại về lại thôi, về vùng 19.5 ở đây. Cổ phiếu PXS. PXS là một mã pen mà trong cái phân tích định lượng của Hùng thì Hùng có khuyến nghị anh chị của chúng ta tham gia, và khi mà cổ phiếu test cung bị gãy vùng 8 thì nhiều anh chị hỏi là bây giờ xử lý như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn của nó. Đó chính là vùng hỗ trợ 7.2 7.5 ở vùng này mà cổ phiếu tích lũy lại được thì chúng ta sẽ cầm nắm giữ lại và có thể chúng ta sẽ cân mua ở cái vùng hỗ trợ và về đến cái vùng kháng cự thì chúng ta đảo để chúng ta giảm giá vốn. Với tín hiệu hiện tại thì PXS sẽ có phiên ngày thứ hai sẽ test lại cung ở đây, sẽ test lại cung vùng 8 trước khi mà hình thành một cái xu hướng mới. Trong nhóm P thì có đề cập thêm có một cái mã cổ phiếu, hai mã cổ phiếu này đội nào đánh mà rất là khỏe, cổ phiếu PF PFL. Hôm nay một số các anh chị cũng đã tham gia mã cổ phiếu này nhưng với góc độ đó là tinh thần là chúng ta sẽ đánh để uống trà đá. Bởi vì là cái việc mà chúng ta bắt cổ phiếu nó hơi muộn, ví dụ chúng ta bắt được khoảng vùng 2.5 và vùng 3 thì câu chuyện nó khác, nhưng mà đến cái thời điểm mà lên đến vùng 3.5 chính thức là đâu đó ở khoảng vùng 3.5 gì đó thì cũng bắt đầu nói đến cái câu chuyện của con này. Thêm một cái mã nữa là mã PVP. Nhìn trên góc độ trend tuần thì cũng đang rất là đẹp và mã này thì cũng có thể hoàn toàn chúng ta cũng có thể tham gia mua. Cũng góc độ trà đá thôi bởi vì là chúng ta biết đến nó hơi muộn nhưng mà cái vùng ở đây nó nói chung là khoảng vùng 13.5 khá là ok với thế trận hiện tại. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán bao gồm có Vietcombank. Vietcombank ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ xem nào. Đây, target của Vietcombank mà chúng ta đề ra ở khoảng vùng 114 đến vùng 115. Sau khi mà Vietcombank kéo qua vùng kháng cự 102, 103. Với tín hiệu cầu hiện tại của Vietcombank thì Vietcombank nó có hai cái vùng hỗ trợ đây này, vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ sâu vùng 97 đến vùng 98, khả năng thì Vietcombank sẽ nằm ở trong cái vùng này thôi,
không bật được qua cái vùng này đâu. Và từ vùng này thì Vietcombank lại giao dịch trong một cái biên, và bây giờ thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tính toán cái biên độ của Vietcombank với cái tín hiệu tuần hiện tại sẽ ở khoảng vùng 97, và vùng kháng cự ngắn của nó ở đây đó là khoảng vùng 107. Trước khi mà vượt thoát vùng 107 chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện tiếp theo. Cổ phiếu BIDV đó 50/50, sau đó thì cũng có nói đến câu chuyện test cung ở vùng 48, nhưng test cung 48 bị gãy thất bại. Đây là phiên thất bại của nó. Chính vì câu chuyện bị thất bại nên là BID sẽ có xu hướng tích lũy lại nền ở thấp hơn ở đây. Thì cái nền thấp hơn ở đây đó chính là nền ở đây anh chị này, chính là cái nền 45 ở đây. Thì cái câu chuyện nền 45 này có giữ được hay không thì hiện tại là khả năng khó giữ, bởi vì sau một cái phiên đẩy mạnh và một cái phiên hồi phục T3 thì BID lại tiếp tục bị bán. Thì trong phiên ngày thứ hai tuần tới, trường hợp xấu nếu BID bị gãy cái vùng ở đây là gãy vùng 45 ở đây, BID bị gãy vùng 45 ở đây thì cái xu hướng là BID sẽ đi về cái vùng nền tích lũy sâu hơn ở đây, chính là vùng bao nhiêu ạ? 42 đến khoảng vùng 41. Đó. Thì cái câu chuyện là khi chúng ta cầm cổ phiếu, ví dụ hỗ trợ ở đây bị phá, thì cái cấp mức độ chịu đựng của tài khoản của chúng ta có chịu đựng được cái mức mà BID có thể đánh về đến vùng 42 không? Đó, nếu các anh chị chịu được thì chúng ta lại cầm về lại đến vùng 42, và chúng ta canh ở đây thì chúng ta lại mua đảo hàng T cộng ở đây. Đó, còn nếu chúng ta không chịu được thì chúng ta bắt buộc cái 45 thì chúng ta phải bán, thì câu chuyện tìm ra được những vùng hỗ trợ để làm những việc như vậy. ACB target mà chúng ta xây 30/30, và sau một cái phiên bất thường thì em mày đang về lại cái vùng ở đây là khoảng vùng 27.3 đến vùng 28. Dự báo rằng ACB sẽ có thêm cái thời gian để tích lũy lại nền, chưa thể bật ngay được các anh chị, với lực này thì nó phải test lại cung ở khoảng vùng 28. Cổ phiếu công thương CTG, CTG trong một cái ý đồ tạo lập mà chúng ta còn nói đến trong bản tin tuần, đó là test lại cung ở khoảng vùng bao nhiêu các anh chị, 38, không gãy thì xu hướng có thể kéo lên trong nhịp này ở khoảng vùng 42 cộng. Sau một cái phiên test cung bị thất bại ở đây thì gần như công thương thì cũng đã lấy lại được cái vùng hỗ trợ về mặt ở đây, trong phiên ngày hôm nay là lấy lại vùng 38 nhưng mà nó bị hẫng một tí. Và vùng hỗ trợ của công thương ở vùng 33.5 đến vùng 34, xu hướng ngắn hạn thì sang tuần tới thì công thương cũng sẽ có thêm những cái điểm tích lũy lại quanh nền 37 trước khi mà hình thành xu hướng tiếp theo. HD Bank, VB Bank và MBB. HD Bank trong một cái nhịp phân tích ở đây đưa target 28/28 và test cung ở vùng 27.5 bị thất bại. Chính vì câu chuyện test cung bị thất bại nên nó sẽ không thể lên được cái target ở vùng 3x ở đây, mà nó phải tích lũy quay trở lại nền. Khi mà những cái vùng hỗ trợ 27.5 bị phá thì cổ phiếu thường có xu hướng tích lũy lại nền sâu hơn đó, và cái nền tích lũy hỗ trợ của HD Bank ở trong cái nhịp này ta có thể tính toán ở khoảng vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Vùng này HD Bank sẽ có cần thêm thời gian, nói chung là cần thêm thời gian. Trong phiên ngày thứ hai tuần tới thì HD Bank có xu hướng nó sẽ trả lại cung ở đây này, trả lại cung khoảng vùng 25. VB Bank thời điểm hiện tại tương đối khỏe và ổn định, sau khi mà cổ phiếu này cán đích 38/38, mặc dù test cung sâu nhưng mà kết tuần thì HD Bank cũng đã lấy lại được cái vùng 36 cộng, là một cái vùng về mặt cái vùng mặt tâm lý ở đây rất là quan trọng. Vùng hỗ trợ sâu của HD Bank ở khoảng vùng 3 à VB Bank ở khoảng vùng 31 đến vùng 31.5, vùng này mà không gãy thì như vậy là chúng ta vẫn có thể tiếp tục cầm nắm được, và chúng ta sẽ chờ đợi một cái phiên mà VB Bank có thể đánh chạm lại về vùng 38, vượt thoát vùng 38 thì chúng ta sẽ nâng target của VB Bank lên. VB Bank đang khá là ổn, khá là ok. MBB mãi không lên được đến vùng 27.5 và cũng test cung ở vùng 25.7 bị thất bại. Phiên kết tuần thì gần như cổ phiếu này cũng đã lấy lại được gần cái vùng 25.7 rồi, vùng 25.6.
Hỗ trợ của MBB, các anh chị lưu ý cho Hùng, đó là vùng 22.7 đến vùng 23.3. Vùng này được giữ thì như vậy là cái xu hướng của MBB ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể lấy cái biên ở đây là biên 23, biên 23.3 và biên kháng cự của cổ phiếu này ở biên dưới ở đây là vùng 27.5. Tín hiệu kỹ thuật thì nó đơn giản như vậy thôi. Khi mà nó hồi phục lại về chạm cái vùng 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 26 cộng ở đây thì khả năng cao là xu hướng phiên ngày thứ hai nó sẽ trả cung, và nó sẽ trả cung, nếu trả cung đẹp nhẹ nhàng thì nó sẽ trả lại đây này, trả lại đúng bằng cái điểm này này, khoảng 24.5. Đấy là điểm trả nhẹ nhàng nhất và hợp lý nhất của em này trong một cái kênh xu thế có thể hồi phục lại cái vùng đỉnh cũ. TCB, Techcombank, TCB cũng tương đối là tốt khi mà cổ phiếu này test cung sâu, chạm đúng luôn, chạm đúng cái vùng hỗ trợ của em này ở khoảng vùng 32, sau đó bật lên ở trong một cái phiên giao dịch ngày thứ tư là cái phiên mùng dự báo về cái tín hiệu mà thị trường có thể đạt về thị trường chung đó. Sau một cái nến rút chân thì tín hiệu kỹ thuật của Tech cũng khá ổn. Phiên này lấy lại cái vùng 36 thì sang phiên thứ hai tuần tới, vùng 36 này sẽ trở thành cái vùng đệm để quyết định cái xu hướng có thể đánh về vùng 4x hay không. Chúng ta sẽ xem những cái điểm test cung cầu ở phiên ngày thứ hai, sau đó sẽ có thêm những cái phân tích định lượng. Và những cái phân tích định lượng đó thì sẽ thường sẽ nằm ở ví dụ như sẽ nằm ở các cái bản tin phân tích hàng ngày như thế này. Đó, rất là chi tiết để các anh chị có thể tìm được các cái vùng kháng cự đó, các cái mã cổ phiếu về nhóm banh. T Phong Banh. Target 30 trên 30 đang xây. Vùng hỗ trợ của em này ở vùng đây là bao nhiêu? 27.5 đến vùng 28 thì chúng ta sẽ quan sát thêm vùng hỗ trợ sâu của nó ở đây là vùng 26 đến vùng 26.5. Nôm na là TPB sẽ đánh ở trong cái biên này. Đó. Đó hồi phục. Với tín hiệu cái lực đánh hiện tại kết tuần như này thì tương đối là xấu. Bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền nó chưa bật lên được này. Tín hiệu mark cũng đang cắm đầu như vậy thì thường xu hướng chủ đạo là cổ phiếu nó sẽ thiên về cái kịch bản sẽ giảm giá. Trong nhóm banh thì chúng ta sẽ nói đến VIB. VIB là một cái nhịp xổ số, đến thời điểm hiện tại nhịp xổ số này chúng ta sẽ xây lên đâu đó khoảng vùng 39 đến vùng 40. Vùng hỗ trợ của em này đây chính là vùng này, vùng hỗ trợ để đánh xổ số đó các anh chị. Vùng 31 đến khoảng vùng 32. Cổ phiếu STB STB trong nhịp phân tích kỹ thuật là chúng ta kỳ vọng là STB sẽ đánh lên khoảng vùng 24 khi nó test cung. Các anh chị phải nhớ khi nó test cung ở vùng 20 không gãy. Đó thì chúng ta mới kỳ vọng target ở vùng 24, và trong tuần thì cũng đã bị gọi là câu chuyện bất thường. Cái câu chuyện bất thường đó thì nó sẽ đưa cái vùng hỗ trợ của STB ở khoảng vùng 17.5 đến vùng 18. Đây là vùng hỗ trợ sâu của STB anh chị nhé. Đó, trong cái trường hợp mà STB vẫn giữ được cái vùng này thì chúng ta tiếp tục cầm nắm cổ phiếu STB là ok. Tín hiệu tuần thì cổ phiếu đã lấy lại được gần suýt soát cái vùng hỗ trợ ở đây. Như vậy là phiên ngày thứ hai thì STB có thể có cái xu hướng trả lại 1 phần 2 cái thân gáp của nó ở đây, tức là khoảng vùng ổn định khoảng vùng 19.5. Đó, ổn định khoảng vùng 19.5 thì như vậy là sẽ ok. Dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định khoảng tầm trên 30 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ có thêm cái định hướng về STB lên đến vùng 23 đến khoảng vùng 24. Liên Việt Postbank ở cái điểm test cung của Liên Việt Postbank cũng đã có nhắc đến trong những bản tin tuần, vùng 13.7 đến vùng 14. Đây là một phiên bất thường. Đó, sau khi mà nó bị nháy xuống một phát, nó nháy đúng chạm hỗ trợ luôn, nếu ai bán đúng 13 là đúng hỗ trợ luôn. Vì sao lại hỗ trợ? Thì cái cách mà ông tiếp cận vấn đề như này, khi mà ông phân tích một sóng lên, các anh chị hình dung đây, thì vùng 13 chính là cái vùng target mục tiêu. Sau khi mà cổ phiếu đạt target vùng mục tiêu á, thì cổ phiếu lại chỉnh lại về vùng hỗ trợ đây 12. Từ vùng 12 này chúng ta đặt tiếp target của nó 13. Thì trong một cái quá trình mà cổ phiếu vòng trở lại, test là trở lại, thì đây chính là những cái điểm hỗ trợ rất là quan trọng của bên này. Thì chúng ta xây target tức là vùng kháng cự, còn khi mà cổ phiếu bị đạp lại thì chúng ta xây bên này sẽ là vùng hỗ trợ. Đấy.
Rồi, với tín hiệu hiện tại thì chúng ta cứ kỳ vọng đi, chúng ta sẽ kỳ vọng là SHB sẽ đánh, Liên Việt Postbank sẽ đánh chạm lại về vùng 15. SHB, một mã cổ phiếu tương đối là đau đầu, bởi vì cái target mà chúng ta dự phóng ở khoảng vùng 20 thì nó chỉ đi xây lên được khoảng đến vùng 19, 19.8, tức là suýt soát ở đây này, suýt soát lên được vùng 20 thì sau đó là bị đổ. Đổ thì nó test cung 18.5 bị thất bại, và chính vì câu chuyện là test cung 18.5 bị thất bại nên là em ý lại về lại cái vùng 16.6 đến vùng 17. Xu hướng hiện tại dòng tiền đang cắm đầu như này thì nó cũng tương đối là xấu, thì không hẳn là xấu bởi vì là cổ phiếu này chưa bị gãy hỗ trợ, nhưng trong một cái góc độ tích cực thì nó chưa nhìn thấy. Chính vì góc độ tích cực chưa nhìn thấy nên thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm mà test lại, nó sẽ test lại cung đó các anh chị, nó sẽ test lại phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới thì khả năng cao là SHB sẽ test lại. Trong nhóm banh thì chúng ta nói thêm nhóm mã cổ phiếu MBS M à không MSB. MSB là một cái mã cổ phiếu mới lên sàn. Tuy nhiên Hùng nhìn thấy ở một cái góc độ tạo lập của cổ phiếu này tương đối hay, chính vì vậy nên là sẽ đưa vào cái danh mục để chúng ta phân tích và định lượng. Thì hiện tại là MSB đang có một cái vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 18 đến vùng 18.5. Chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái tín hiệu tạo nền, khi mà dòng tiền nó có tín hiệu tạo đáy xong đó thì nó sẽ có những cái điểm đánh hồi phục ở đây, và dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định trở lại ở khoảng tầm độ 10 triệu cổ phiếu thì nó sẽ có những khuyến nghị mua thêm cổ phiếu BVB. BVB thì chúng ta nên nhìn ở một góc độ nó dài hơi hơn. Thì target chúng ta xây ở vùng 16, và sau khi mà cổ phiếu này đạt được vùng 16 thì em mới test cung ở vùng đây bao nhiêu, vùng 14.5 bị thất bại. Chính vì test cung thất bại nên là nó sẽ đi về tích lũy lại cái nền xu hướng thấp hơn của nó, vùng 12.5 đến khoảng vùng 13. Với tín hiệu lực cầu hiện tại, tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì xu hướng cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian để ổn định lại ở khoảng cái nền này, tức là trên nền 13 cộng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nói đến nhóm ngành chứng khoán bao gồm mã cổ phiếu VCI. Ở VCI trong ngắn hạn hình thành một cái biên kháng cự ở vùng 65, biên hỗ trợ của VCI ở khoảng vùng 57, và tín hiệu kỹ thuật thì VCI sẽ đánh bừa đi bừa lại ở đây thôi. Đó, trước khi mà nó hình thành nên một cái tín hiệu khả quan hơn thì nó sẽ đi ở trong cái biên này, thì cũng sẽ xem cái lượng cung cầu ở trong cái vùng này. SSI cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 37 trên 37. Sau đó thì nó chỉnh, nó test cung và nó test lại cung như thế này nó là hợp lý ở vùng 31 đến vùng 32. Điểm test cung của SSI chưa hết, xu hướng là sẽ test lại cung. HCM cũng chính thức là đạt target 34 trên 34, và từ cái vùng này thì cổ phiếu HCM test cung, và test cung như thế này cũng là hợp lý. HCM sẽ có những cái điểm trả cung quanh vùng 30 đến vùng 30.5, thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái vùng hỗ trợ này. Trường hợp mà bị phá hỗ trợ nhá, phá hỗ trợ tức là phá hỗ trợ thì được hiểu là nến đóng kết phiên, và khi một một cây nến đóng kết phiên phá hỗ trợ và có một cây nến tiếp theo xác nhận cái xu hướng của cổ phiếu thì khi đó chúng ta mới bán cổ phiếu ra. Đó, ví dụ như đây là trong phiên thì nó nhào xuống nhưng mà cây nến kết phiên thì HCM lại kéo lên vượt khỏi cái vùng hỗ trợ ở đây thì như vậy là ok. Đó, nhưng nếu mà cây nến đỏ đặc này sau đó thì nó sẽ có thêm một cái cây nến xác nhận ở đây nữa đỏ như vậy, thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta cần phải bán ra. Đó. Các anh chị có hỏi Hùng là học kỹ thuật như nào, Hùng có dạy không, thì cái câu chuyện là đấy, học là học ở những chỗ đó, Hùng liên tục cùng chia sẻ cho các anh chị, không có giấu cái gì cả. Và tất cả những cái kiến thức mà chúng ta phân tích ở đây đó là kiến thức phân tích trực trực chiến. Trực chiến thì nó không nằm ở sách vở, nó không nằm bất kể một sách vở nào cả, mà chúng ta đang phân tích cái xu hướng vận động thực tế của cổ phiếu ở trên thị trường. Và chính vì cái phân tích cái xu hướng vận động thực tế nên là nó rất là khó đấy, bởi vì nếu mà nói từ sách vở thì nó rất là dễ, nó nói từ sách vở nó gọi là chém gió, còn đây là nói từ những cái thực tế, và các anh chị cũng đã có một cái hành trình mà theo Hùng Lê rất là dài rồi.
SHS kỳ vọng là đánh lên vùng 34, tuy nhiên là cái kỳ vọng này của chúng ta bị thất bại đó, và nó chỉ đánh lên được vùng 33 thôi. Tín hiệu hiện tại của SHS thì cũng chưa được mấy là khả quan, chính vì vậy là xu hướng của SHS nó sẽ có thêm cái thời gian để ổn định, để tích lũy lại ở vùng 20, 26 đến khoảng vùng 27. CTS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. CTS thì đạt mắc được ở đây, tức là cái vùng mà chúng ta xây 19.5, nhưng mà đạt mắc được ở đây là bao nhiêu? Vùng 19 đó. Và sau đó thì CTS cũng bước vào một cái tuần chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và theo như dự báo của Hùng thì xu hướng cao là sẽ về vùng 14 đến vùng 15, 14.5 đến vùng 15. Cổ phiếu MCTS, MBS, MBS đến thời điểm hiện tại là chúng ta xây 24 trên 24 và kỳ vọng một cái nhịp test cung ở đây để chúng ta nâng target lên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là cái điểm test cung ở vùng 24 thì chưa thành hiện thực, và target đạt được đang được xác nhận là vùng 24 trên 24. Hỗ trợ của MBS ở trong nhịp này đó là vùng 19.5 đến vùng 20. Và như vậy thì xu hướng là em này em ấy sẽ đi ở trong cái biên hỗ trợ này, tức là nó sẽ cuộn trong biên hỗ trợ này trước khi mà hình thành cái xu hướng tiếp theo. Khả năng thì trang thứ hai về nhìn về thế này thì trang thứ hai là có khi là lấp lại ở khoảng vùng 21.5. Trong nhóm ngành chứng khoán chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu VND. Thì câu chuyện VND là ông có nói với các anh chị rất là dài rồi. Chúng ta không thể đoán được đâu là đỉnh cổ phiếu, đâu là đáy cổ phiếu, nhưng chúng ta sẽ dự báo cái xu hướng khi cổ phiếu về đến cái vùng đó thì nó gặp kháng cự và nó sẽ giảm giá ở cái vùng đó. Thì cái vùng kháng cự của VND đó là vùng 32, và đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ chủ động để chúng ta chốt, để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận, bởi vì VND là cực kỳ lãi và cực kỳ thành công, bởi vì Hùng Hùng quản lý tài khoản Hùng biết mà. Chúng ta có những cái điểm mua rất là tuyệt vời ở từ vùng 16 mà lên đến tận vùng 31 chúng ta chốt, thì các anh chị có thể xem là lãi như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại ở khoảng vùng 27 đến vùng 28. Các anh chị lưu ý, nếu vùng này bị gãy, bị phá vỡ thì VND sẽ có xu hướng là sẽ bước vào một cái trend chỉnh. Theo như Hùng là Hùng dự báo là trend chỉnh rồi đấy. Nói chung là trend chỉnh, trend giảm mà. Cổ phiếu FTS. FTS cũng sau khi mà đạt được cái vùng mục tiêu ở đây, xây ở vùng 20 thì em mới test test test, và bây giờ test thì chính thức là test vùng 18 thất bại rồi. Test vùng 18 thất bại thì nó sẽ có xu hướng là đạp về đây, đạp về đây, xu hướng đạp về khoảng vùng 16 đến vùng 16.5, hình thành một cái nhịp tích lũy ở đây, rồi chúng ta sẽ tính toán tiếp. Cổ phiếu VIX hiện tại đang là tích cực hơn cả trong cái nhóm ngành chứng khoán về những cái điểm test cung, và những cái điểm test cung sau khi mà nó đạt được cái target ở trên này vùng 26 cộng, thậm chí là đạt đến tận vùng 28 thì em mới test cung và đang giữ lại được ở trên vùng 26.5. Thì với góc độ kỹ thuật là cứ cổ phiếu trên hỗ trợ thì chúng ta sẽ cầm nắm tiếp, và nếu như cổ phiếu bị gãy hỗ trợ 26.5 thì sao? Đó thì Hùng đã đưa ra một cái vùng hỗ trợ ở dưới này. Cái câu chuyện nó luôn là như vậy, khi vùng hỗ trợ trên mà nó bị phá thì nó sẽ về lại 22 đến khoảng vùng 22.5. Đó, thì chính là cái vùng hỗ trợ của nó đây. Đấy, và động lực hiện tại của em này thì cũng chưa nhìn thấy cái động lực tăng, chưa nhìn thấy động lực tăng, nên là những ai đang còn thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. BVS về nghiên cứu cái tính tạo lập của BVS thì rất là ok. Đó, rất là ok. Và cái vùng kháng cự của BVS bây giờ nó đang hình thành ở đây là vùng 26, vùng 26 đây. Trong một cái nhịp chỉnh test cung về mặt kỹ thuật thì điểm test cấp 1 của BVS nó sẽ nằm ở khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Nhưng với cái tín hiệu lực cầu hiện tại thì cái vùng test cấp 1 này xu hướng khả năng sẽ khó giữ, mà nó sẽ phải đi về lại cái vùng ở dưới này, đó là khoảng vùng 18. Xu hướng là sẽ ở khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 19 ở đây. Xu hướng cao là BBS sẽ lấp lại cái vùng này.
ở phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Cổ phiếu AAS nói vui là lỡ may lái đánh về 15 thì sao, nhưng mà nó chỉ đánh được đến về vùng 12 thôi. Thì đánh về vùng 12 rồi thì em này đang chỉnh và vùng tích lũy nền lại của em này khoảng vùng 9 đến vùng 9.3, chúng ta sẽ quan sát thêm. Tín hiệu cầu hiện tại thì cũng chưa khả quan đâu. Đó, sau khi mà chúng ta phân tích của em này từ vùng 5 đến lên đến tận vùng 10, vùng 10 thì lên vùng 12. Nhóm ngành chứng khoán còn mã nào nữa các anh chị nhỉ? Hết rồi, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành thép. Đầu tiên là Hòa Phát HPG. Thì Hòa Phát đến thời điểm hiện tại chúng ta chưa có thêm nhiều động lực vào vùng 44 đến vùng 45. Tạm thời chúng ta sẽ ghi nhận với nhau đây là cái vùng kháng cự và cổ phiếu sẽ gặp, khi gặp kháng cự cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật. Chưa nhìn thấy một cây nến xanh ngồi lên trên vùng 45, như vậy là cổ phiếu sẽ chưa có động lực để tăng tiếp. Vùng hỗ trợ của Hòa Phát ở vùng 40 đến 41, cổ phiếu vẫn nằm ở trong cái biên này thì các anh chị còn nắm được. Nếu như cổ phiếu bị gãy những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà bị đẩy bán mạnh khoảng tầm trên 20-30 triệu cổ phiếu thì như vậy là chúng ta cũng sẽ sẵn sàng để chúng ta rời bỏ em này. Hoa sen đến thời điểm hiện tại là chúng ta xây target của Hoa Sen ở vùng 27/27. Phiên nay là đã kéo lên đến 27 nhưng không giữ được. Tuy nhiên với cái tín hiệu Hoa Sen thì lại khả năng lại ổn đó các anh chị. Thì ổn hay không thì chúng ta sẽ nói đến ở đây, đó là vùng 25 đến vùng 25.5. Cái vùng này cổ phiếu phải giữ được thì mới có cái cơ hội đánh về vùng 3x. Đó, còn vùng đấy mà không giữ được thì nó khó. Hoa Sen sang tuần tới sẽ rất là hay. Chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích về cái động thái của Hoa Sen vận động ở cái vùng 27. Cổ phiếu Nam Kim. Ở Nam Kim, yếu tố tích cực hiện tại của Nam Kim đó là tiếp tục vận hành ở quanh vùng 16 tương đối tốt và ổn định. Vùng hỗ trợ của Nam Kim là vùng 14 đến vùng 14.5 đến vùng 15. Đó, thì trong phiên ngày thứ tư nó cũng chạm hỗ trợ xong rồi nó kéo lên. Thì cái câu chuyện của Nam Kim thì chúng ta đang xây ở một góc độ là cái vùng ở đây là vùng 16 mà cổ phiếu Nam Kim giữ được á, thì cái target của Nam Kim đang đặt ra là 18. Dòng tiền bắt đầu ngon rồi, đó, ngóc đầu đi lên. Nó giống con rắn đó, con rắn đầu tiên nó chúi đầu xuống xong nó ngóc đầu đi lên. Nam Kim hiện tại đang khá là ok. TVN đánh cái mã này run tay quá. TVN chính thức cán đỉnh từ những cái vùng phân tích hỗ trợ vùng 7 đến vùng 7.2. chúng ta đưa target lên vùng 9, lên vùng 10, lên vùng 12 và đến thời điểm hiện tại là lên vùng 13.6 đến khoảng vùng 14. Về đến vùng này thì TVN sẽ chỉnh tích lũy kỹ thuật thêm một nhịp và có hay không để nó đánh tiếp thì tốt nhất là nó khỏe thì nó đạp về khoảng vùng 12. Đó, vùng 12 sẽ trở thành hỗ trợ ở đây, đạp khỏe, đạp tưng bừng đi, nó một vùng 12 ở đây. Tích lũy thành công thì khi đó thì nó xuất hiện một cái lực cầu trở lại, quay trở lại thì đó là thời điểm mà chúng ta có thể bơm thêm máu để chúng ta nâng cái target của TVN lên. Trong nhóm thép thì cũng chỉ có từng đấy mã cổ phiếu anh chị nhỉ. Rồi, bây giờ thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh một số các cái nhóm ngành. Thêm quên mất con mã pen này, TLH. TLH này cũng khá là quan trọng. TLH thì thời điểm hiện tại là cũng chưa có nhiều động lực khi đường mác tín hiệu dòng tiền đi ngang. Như vậy là cổ phiếu sẽ thiên về kịch bản tích lũy và vùng hỗ trợ của TLH ở vùng 7.5, chúng ta sẽ quan sát thêm. Rồi, nhóm ngành phân bón có 3 mã cổ phiếu BFC. Đến thời điểm hiện tại, chính thức là BFC đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 18.5 trên 18.5 và chưa kéo qua được vùng 18 và nó lại tích lũy lại nền. Thì cái nền hỗ trợ của em này ở vùng 16 đến vùng 16.5. Đạm Cà Mau thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều động lực. Đấy, ai cứ đua theo giá xanh, sau đấy phiên hôm sau nó lấp lại một nhát hết luôn. Và sau phiên sau nữa thì nó nhúi một phát về cái vùng hỗ trợ này, thế là ao hết hàng. Vùng hỗ trợ 13.5, 13.7, tiếp tục quan sát thêm. Và cái vùng kháng cự đây, vùng 14.5. Chưa có nhiều động lực các anh chị. Nói chung là những cái mã cổ phiếu mà đang đi ngang này là ít có kết lắm. Đạm Phú Mỹ cũng như vậy, target ở đây hoàn thành 20 trên 20.
đạp phát chết luôn. Cũng không sao cả, thì nó lại về cái vùng hỗ trợ của nó ở đây, vùng 17.5, tức là trong cái điểm view ngắn hạn là em ấy sẽ đạt target ở vùng đấy, vùng vùng 20, sau đó thì sẽ có những cái điểm đánh ngang đánh ngửa, có thể là nó sẽ đánh lại về vùng 20 rồi lại đạt tiếp trước khi mà nó hình thành một cái xu hướng tiếp theo, bởi vì thời điểm hiện tại nó cũng chưa nhìn thấy có nhiều cái động lực của em này. Nhóm ngành cảng biển VSC đến thời điểm hiện tại trong một cái target mà chúng ta có thể dự đưa nó là ở khoảng vùng 70 thì nó đi được đâu đến vùng 68 này, nó đổ lại thì nó sẽ đổ về đâu, đó chính là nó sẽ đổ về cái vùng hỗ trợ thôi. Đó, chính xác là về đến vùng hỗ trợ luôn. Từ vùng hỗ trợ này bật bật lên thì nó lại chạm lại kháng cự ngắn ở đây ở vùng 62. Đó, chạm lại kháng cự ngắn ở vùng 62 thì nó lại đổ lại một tí nữa. Đó, rồi tích lũy lại thêm ở vùng này. HAH như vậy là chúng ta xây, sau khi mà cổ phiếu đạt 20 thì chúng ta kỳ vọng đánh lên vùng 22 và em ấy chỉ đánh lên được đến vùng 21. Vì gãy kỹ thuật, tức là test cung 20 bị gãy nên HAH sẽ đi về vùng tích lũy sâu hơn, và xu hướng hiện tại thì vùng 17.5 đến vùng 18, cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian. GMD GMD đây, target chúng ta xây 35 trên 35 và GMD thì chính thức là kéo vượt thoát qua 35, nhưng cái câu chuyện nằm ở đây đó là test cung 35 bị gãy. Đó, test cung 35 bị gãy thì nó lại về cái nền tích lũy sâu hơn của nó thôi. Nền tích lũy sâu hơn của nó chính là nền ở bên này. Đấy chính là nền ở đây. Và nó cũng chính là đi ra nền ở đây, và xu hướng hiện tại thì sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra lại cung cầu ở vùng giá 31. Cổ phiếu VNA. VNA thì con này nó mang cái tính đầu cơ cao. Đánh khéo thì cũng tốt thôi anh chị, 4.8 hỗ trợ, vùng 5.9 kháng cự, cứ thế mà dã 1.000. CCL hiện tại thì là xấu rồi. Khi mà nó test lại cái cung ở vùng này nó bị thất bại này, vùng 10.5 này. Phiên ngày hôm nay kéo lên xong đạp xuống. Tất nhiên cái vùng hỗ trợ của em này thì đang ở đây này, còn nó có cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây. Con này thì nó thiên về cái kịch bản đầu cơ nên là cũng không không có nói nhiều, nói chung là chỉ dành cho những anh chị em đầu cơ thôi. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel chúng ta có VGI, VGI. VGI cũng là một mã mà rất là thành công của team đến thời điểm hiện tại, sau những cái điểm mà chúng ta mua ở đâu đó thấp thấp ở bé bé ở dưới này. Target đang xây ở đây là 47 à? 40 à đâu? 46, 46 đến vùng 47 thì hiện tại là cổ phiếu đang vận hành khá là tốt ở cái vùng kháng cự. Ở vùng hỗ trợ sâu liên tục có những cái điểm kéo sâu xuống nhưng mà sau đó thì rút chân lên khá là đẹp, vùng 41.5 sẽ là vùng hỗ trợ. VGI thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm tiếp. Cổ phiếu CTR, CTR cũng là một cái mã cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại có thể nói là gồng lãi, và trong một cái dự phóng vùng đó là CTR sẽ đánh về mệnh 100 thì phiên ngày thứ hai đấy các anh chị chạm 100 xong đó thì chỉnh kỹ thuật. Thì cái điểm chỉnh kỹ thuật này của nó theo Hùng là rất là bình thường, rất là ok. Những cái điểm chỉnh kỹ thuật của em này đưa về khoảng vùng 83.5 đến vùng 85, và dự kiến thì sau những cái điểm test cung tích lũy ở đây thì CTR sẽ nhịp này sẽ kéo vượt 100. Đó, kéo vượt 100. VTK con này thì đánh cùi bắp. Nó hỗ trợ thì chúng ta mua 30, chúng ta mua kháng cự ở đây, target chúng ta phân tích ở 36 chúng ta bán. Trong nhịp ngắn hạn này thì cùi bắp này sẽ về lại vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 cân được, và từ vùng này thì dự kiến là sẽ đánh hồi phục lại T cộng ở đây. Nhóm mã cổ phiếu ngành mía đường tăng đang cực kỳ là tốt, QNS chính thức là đạt ở cái vùng 41.5, và vùng dự chỉnh về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 37.5 đến vùng 38. Xu hướng hiện tại thì cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian để test lại cung ở vùng này. SBT cũng chính thức là cán cái target phân tích 24 trên 24.
Chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng vùng 22 vùng 22.5 không gãy, với tín hiệu cầu như hiện tại thì sau một cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây thì nó đang lấy lại, gần lấy lại ở vùng 23.5. Dòng tiền đang đánh cổ phiếu này khỏe các anh chị, nên là cái vùng 26 cộng đến khoảng vùng 28 dự kiến của FPT là hoàn toàn khả thi. Cổ phiếu mía đường Sơn Ra SLS, mục tiêu của SLS không có gì thay đổi cả về mệnh 100. LSS, một cái mã pen của LSS, và chính thức là phiên ngày hôm nay thì LSS cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 12 trên 12. Sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu này á, thì sẽ cần phải quan sát thêm các cái tín hiệu cầu về mặt kỹ thuật của LSS. Thường là thông thường anh chị nhé, thông thường thì khi cổ phiếu đạt về 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 target á, thì nó sẽ chỉnh về một cái nhịp, và sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 11.3 nó hợp lý. Nhóm ngành cổ phiếu dệt may cũng rất là đẹp, và bản thân ở trong tuần trước thì cũng có nhấn mạnh đến cái nhóm ngành dệt may và nhóm ngành cao su, đó là hai cái nhóm ngành mà chúng ta cần phải hướng dòng tiền đến. Chính vì vậy nên là ngay sau cái bản tin mà phân tích tuần ngày 11 tháng 1, ngày 18, hôm nay là ngày 22 đúng không ạ? Đó thì ngay cái câu chuyện là ngay đầu bản tin đó, thì ngày 18 tháng 1 Lồng đã ngay lập tức, đây ngày 18 tháng 1 Lồng ngay lập tức cũng đã phải cập nhật luôn cái nhóm ngành dệt may. Nhóm này đang sôi động, chính vì vậy nên là Hùng phải cập nhật lại và nhấn mạnh cho các anh chị, tức là trên bản tin tuần thì đã nói rồi, nhưng cái câu chuyện là những cái nhóm nào mà tốt hơn, ok hơn thì chúng ta đấy, ví dụ vậy. Nó trên 100 bản tin 139 cũng phân tích kỹ, nhưng tuy nhiên cần có những cái điểm nhấn mạnh lại trên cái room không chat, ví dụ như vậy TCM. Rồi lần lượt, nói chung là lần lượt như vậy. TCM thì đến thời điểm hiện tại thì không biết đâu là đỉnh rồi, 75 trên 75 và chính thức cán cột mốc 80. 80 thì có lên 90 hay không thì bây giờ là cũng chịu, nói chung là nó cứ kéo vậy thôi, và kéo đến đâu thì chúng ta sẽ biết đến đó. Bản thân ngày xưa thì chúng ta chỉ phân tích mỗi mã cổ phiếu TCM thôi trong nhóm ngành dệt may, sau đó thì tiếp tục phân tích mã cổ phiếu TNG, khuyến nghị đáng để đầu tư của nhóm ngành dệt may. Và đến thời điểm hiện tại thì TNG bản tin tuần cũng đã chính thức hoàn thành cái target 22.5, và TNG đang đi lên cũng như một anh vị anh hùng đúng không ạ? Vị anh hùng rất là khỏe luôn. Dự sẽ lên được khoảng vùng 26. TNG trong nhịp này đánh rất là ok. VGT có đẹp không anh chị? Quá đẹp luôn. VGT cũng chính thức hoàn thành target 18 trên 18 trên bản tin phân tích tuần. Và VGT thì lộn lại, các anh chị có thể lộn lại những cái khuyến nghị của Hùng bắt đầu phân tích VGT ở khoảng vùng giá 8.2. Khuyến nghị anh chị đầu tư. Rồi nhóm này có mã cổ phiếu EVE. EVE đến thời điểm hiện tại thì cũng chính thức, nếu nói về target mà chúng ta đang phân tích đưa ra đó là cũng đạt 15 trên 15. Thì con này hơi cùi bắp, đạt 15 trên 15 rồi là nó mất 2 tuần nó chưa test xong cung, và cái cung của nó ở đây là vùng 13 đến vùng 13.5, tương đối ổn định. Trên trên tuần ổn đẹp các anh chị, trên tuần như này nó chỉ cần bay 15 thôi, Hùng đang kỳ vọng một cái điểm bay 15 ở đây để đưa target của EVE lên cái vùng cao mới, thì hiện tại là đang chờ. Trong nhóm này có mã TDT đó. Thì câu chuyện về TDT như nào ạ? Câu chuyện về TDT là từ vùng 14 14.5 là Hùng khuyến nghị phân tích này, đưa một cái sóng lên, và đưa một cái sóng lên đến đến dự kiến của nó khoảng lên đến khoảng vùng 27 đến vùng 28, nhưng nó lên được đến vùng 20, cao nhất ở đây là bao nhiêu? 25, thì 25 gần suýt soát 26, 25.9 thì tín hiệu của phiên liền sau đó thì nó bị như nào? Bị đổ. Thì cái câu chuyện đổ này các anh chị nhìn thấy nhá. Đấy, dòng tiền nó không có ra như này thì dòng tiền lớn nó vẫn đang ở lại ở trong 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 số những cái này. Thì phiên ngày hôm nay là đang nhìn thấy cái động thái 14.4 đến 14.5 khuyến nghị bắt đáy. Bắt đáy từ đây, tức là dự dự cái lực lực hồi kỹ thuật của TDT sẽ bắt đầu từ đây. Rồi, ở trong cái nhóm ngành dệt may nó đang
có một cái mã cổ phiếu nào mình bị quên mất. GMC. GMC cũng là một cái mã cổ phiếu được khuyến nghị cùng với TDT. Đó, nhưng GMC đến thời điểm này vẫn đang chạy, còn TDT thì nó bị chỉnh kỹ thuật và điểm chạy này thì dự các anh chị nhá, dự dự phóng khoảng đạt được khoảng vùng 35 đến vùng 36. Nếu trường hợp mà nó bị cổ phiếu nó bị quay đầu, tức là nó có những cái tín hiệu chỉnh kỹ thuật đó, thì chúng ta cũng bắt buộc chúng ta phải bán ra để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận. GIL khuyến nghị bắt một cái nhịp xổ số từ vùng hỗ trợ 41 đến vùng 42. Target sale ở vùng 50 trên 50 thì cũng hoàn thành rồi. Cổ phiếu Mai Sông Hồng, Mai Sông Hồng cũng có khuyến nghị anh chị em trong team bắt khi mà Mai Sông Hồng đạt cái vùng hỗ trợ vùng 38 đến vùng 39. Từ cái vùng này thì nâng cái target của em này lên dự phóng ở khoảng vùng 44 đến vùng 45. Chính thức là đạt được cao nhất ở khoảng vùng 41.7. Và với tín hiệu lực cầu hiện tại của em này thì cái target ở 44 45 là khả thi. Nhóm ngành thủy sản sẽ không phân tích bởi vì nhóm ngành này hiện tại cũng không nhìn thấy nhiều các cái động lực, mà cũng sẽ nói sang cái nhóm ngành cao su. Thì nhóm ngành cao su cũng cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là ngay đầu tuần thì cũng đã phải nhấn mạnh lại cái câu chuyện của nhóm ngành này bởi vì cao su đang thấy đang rất là ok về mặt thế trận. Đó, GVR thì target mà chúng ta phân tích hết rồi, nói chung là xong xuôi hết rồi thì cũng đã nhìn thấy một cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật của nó ở đây, nó là không gãy vùng 30 ở đây. Tức là trong cái cách phân tích là chúng ta đưa target lên 30 và sau đó thì nó kéo nhùng nhàng đây, và tóm lại nôm na là nó test cái vùng 30 không gãy. Thì vùng này thì cũng khuyến nghị là chúng ta sẽ đánh nhịp xổ số. Rồi đánh nhịp xổ số. Nhịp xổ số này thì sẽ đưa đi về đâu? Đầu tiên thôi cái nhẹ nhàng về 35 đi, 30 về 35. Đó, sau vừa thoát 35 thì có lấy lên 40. Nói chung cái nhịp xổ số thì nó đi cũng không biết đường nào một lần. PHR. Đối với PHR, target mà chúng ta đang đặt ở đây đó là vùng 70 trên 70. 70 trên 70, và cái câu chuyện là em mới test cung ở đây, test cung ở đây bị thất bại nên xu hướng của PHR là sẽ về lại tích lũy ở cái nền vùng sâu hơn ở đây. Đó là vùng 62 đến khoảng vùng 62.5. Ship mà kéo tưng bừng và ship đến thời điểm hiện tại đã gần như là cái hoàn thành cái cột mốc mà dự kiến đưa ra ở đây. Đó, đối với ship. Đấy, ngay vào ngày 18 tháng 1 là phải đánh giá ngay. À ngày ngày mùng ngay đầu phiên ngày 18 đúng không? Ngày 18 tháng 1 đánh giá. Đây 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 đây. Đánh giá ngành cao su và ship thì đang dự kiến là đưa về khoảng vùng 227 đến vùng 230. 227 đến khoảng vùng 230. Đó, hôm nay là vùng 229 rồi, vùng 230 nó chỉ nằm suýt soát tí nữa đây nữa thôi. Ship thì bây giờ nó kéo về đâu thì nó kéo về đấy thôi, bởi vì bản chất là ship thì gần như cái lượng rơi vãi ngoài nó cũng không có nhiều. SRC là một mã cổ phiếu khuyến nghị đáng để đầu tư trong một cái nhịp phân tích sóng tuần. Bản tin tuần của chúng ta thì chính thức cổ phiếu này cũng đã cán cột mốc 22 trên 22 và dự kiến thì nó sẽ đi về đâu. Thì bản thân là cổ phiếu này thì Hùng nhìn ở trên trên trend tuần, chính vì vậy nên là những cái cách đi của cái cổ phiếu này thì nó đi khá là chậm. Tuy nhiên khá là chậm nhưng mà cái target của nó đạt được thì lại rất ok, đúng không? Chậm nhưng không sao cả, một năm chúng ta gửi banh được có 5%, trong khi đấy nắm giữ SRC theo những cái khuyến nghị của Hùng thì bây giờ nó đã được bao nhiêu? Đây đây, từ những cái vùng này, từ vùng 16.5 đến vùng 17 khuyến nghị mua, thì đến thời điểm hiện tại đã cam đoan với các anh chị là vượt vượt ngân hàng rồi trong chỉ vòng 2 tháng. Và dự kiến thì nó sẽ test lại cung 22 trước khi hình thành lên một cái nhịp tăng tiếp theo ở đây lên khoảng vùng 24. DRC cũng là một cái mã cổ phiếu được khuyến nghị đáng để đầu tư ở trong một cái nhịp phân tích của nhóm ngành cao su. Rất hay. DRC thì những cái điểm này nó là những cái điểm test bất thường này, và nó cũng không gãy nổi. Đấy, nó không gãy nổi cái nền hỗ trợ của nó ở đây, đó là nền 22, 22.5. Tín hiệu cầu hiện tại của DRC thì nó đã lấp qua vùng 26 và dự kiến cho target 28 thì hoàn toàn khả thi. Trong nhóm này có con DRI nữa, DRI chúng ta cũng nên lưu ý. DRI hình thành một cái nền hỗ trợ của nó ở đây 7.78 đến khoảng vùng 8 và dự phóng cho nó ở khoảng vùng 10 trong ngắn hạn thì như vậy đã.
DRI sẽ đi ở trong một cái biên biên hỗ trợ hẹp như này. Nhóm ngành điện chúng ta nói đến gate một tí xem nào, xem gate như nào. Gate ở thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều động lực rồi, dòng tiền tiếp tục đi ngang và tín hiệu mark cắm đầu đi xuống, như vậy là xu hướng nó sẽ tích lũy lại ở nền 21. Cổ phiếu TV2, TV2 thời điểm này thì nó cũng sẽ đi ngang ở trong cái biên hỗ trợ sâu của TV2 ở đây chính là cái vùng hỗ trợ này. Vùng 52, xu hướng hiện tại thì TV2 chưa có nhiều động lực. Nhiệt điện phản lại PPC thì đã khuyến nghị phân tích đầu tư ở trong nhịp này. Trong nhịp này thì PVC đánh giá rằng PVC sẽ có một cái nhịp hình thành nhịp một cái nhịp tăng từ đây. Rất là ok. Bây giờ là 1:30 phút rồi, chúng ta sẽ nói qua một số các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc PLC xem như thế nào. Chưa có gì đột biến, hỗ trợ 28. KSB test cung ở vùng đây, test cung ở vùng 33.5 thất bại, chính vì vậy nên nên là cổ phiếu sẽ về lại cái nền tích lũy sâu hơn, đó chính là vùng đây, vùng 30. DSA thời điểm hiện tại target 50 trên 50 thì cũng không có gì thay đổi cả, nó đạt được rồi và xu hướng thì cổ phiếu cũng nói chung đoạn này thì nó đánh vòng vo ở quanh cái vùng này thôi. HT1 test cung ở vùng 18.5 thất bại, chính vì vậy nên nó lại đi về lại vùng hỗ trợ đấy 16.5. Cái vùng hỗ trợ nó quan trọng thế các anh chị, nếu như mà chúng ta nắm được cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ không bán cổ phiếu ở những cái vùng 16.5 và chúng ta sẽ cầm lại, hoặc là chúng ta có thể khi chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu thì vùng hỗ trợ 16.5 chúng ta có thể cân thêm để lên đến T1 đây chúng ta bán, hoặc là T2 đây chúng ta bán, chúng ta không cần chờ về đến T3. BCC xem nào, BCC bây giờ thì cũng trên bản tin tuần kết tuần thì cái điểm test cung này của BCC khoảng vùng 9.3 thì cũng chưa gãy. Tuy nhiên là dòng tiền và tín hiệu mark mà đang 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 phi đầu xuống như này thì nó khó tăng lắm các anh chị, nó khó tăng lắm và nó cần phải tích lũy lại nền khoảng vùng 8.3 đến khoảng vùng 8.5. Hút chính thức là hoàn thành cái vùng mục tiêu của chúng ta đặt ra ở đây, đó là vùng 5.5. Dự thì hút đẹp á, đẹp đẹp nhất thì sang thứ hai đạp một nhát nữa đi, cho test lại vùng 5 một phát nữa. Đó, test lại vùng 5 một nhát nữa mà không không gãy thì khi đó thì hút sẽ tiếp tục kéo, bởi vì hút thì cũng đang kỳ vọng ở một cái góc độ là hút đánh những cái trend dài mà về vùng 7 chẳng hạn. HAR chính thức là HAR thì chính thức là hỏng rồi. Và chính thức cũng xác nhận với nhau đó là target mà HAR đạt được ở vùng 6.5 khi mà cổ phiếu này bị mất biên dưới ở đây, đó là mất biên 6 thì xu hướng thường là cổ phiếu sẽ bị đạp về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, nhưng mà vùng hỗ trợ ở đây của khoảng vùng 5.5 thì khả năng khó giữ và sẽ đi về khoảng vùng 5. Xu hướng là như vậy. Fit thì đã đạt 20 trên 20, phiên này thì test lại cung vùng 20 không gãy thì khả năng là nếu như cái tạo lập mà người ta phân phối thì người ta sẽ tìm cách để người ta đánh ngang đánh ngửa ở quanh cái vùng 20 đến khoảng vùng 22. TSC TSC thì mark target đạt được ở vùng 5 ở đây, và sau khi mà cái phiên phiên ngày thứ mấy đó, phiên ngày thứ 3 chạm được 5 thì cổ phiếu chỉnh đó. Câu chuyện là như vậy thì đường ta xây của TSC là như này rồi, và như vậy thì nó cần phải chỉnh lại về mặt kỹ thuật ở đây, tức là sẽ vùng 4 sẽ trở thành vùng hỗ trợ của cổ phiếu. SKG Superdome Kiên Giang test cung thất bại ở khoảng vùng 13, như vậy thì SKG sẽ có xu hướng hình thành lại cái nền tích lũy đây 11.5 đến nền 12. HT
HHS bây giờ sẽ test lại cung ở vùng 6.5 đến khoảng vùng 6.6 trước khi mà hình thành xu hướng tiếp theo LC. LC sẽ có xu hướng bị đạp lại vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 10 đến vùng 10.5. GMC, à GMC lúc nãy chúng ta phân tích rồi. VTD. Ở VTD trạng thái hiện tại là đang tích lũy thôi, tích lũy chặt đi ngang ở quanh vùng 12. TDC. TDC sau khi đạt 20 trên 20 thì cổ phiếu này cũng đã có một cái nhịp test về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây cũng tương đối là đẹp các anh chị, 15 đến khoảng vùng 16. Với lực đánh hiện tại như thế này thì nó sẽ hồi phục lại, dự lại ở khoảng vùng 19. Pan. Pan thì như thế này là hơi xấu rồi, pan như này là hơi xấu rồi, và các anh chị của chúng ta lưu ý là trong những cái nhịp mà chúng ta có nói đến ở khoảng vùng 34 đến vùng 36 ở đây, mạnh hơn có thể lên vùng 38, nhưng mà tín hiệu tích lũy nền như này là xấu. Chúng ta sẽ quan sát lại thêm cái tín hiệu tích lũy nền của pan ở khoảng vùng 30 đến vùng 31.5, gãy vùng này thì anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta chạy nhanh. Cổ phiếu BMI cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị quan tâm có hỏi hùng, thì chúng ta sẽ không bán BMI ở thời điểm này khi mà cổ phiếu này vẫn còn giữ được ở vùng 28 đến vùng 28.5. Còn nếu gãy ở vùng 28 thì chúng ta bán. Bản thân là BMI đạt target 32 trên 32 ở đây và nó test cung lại 32 bị thất bại này. Đây là điểm test cung 32 bị thất bại anh nhìn này. Đó. Và khi test cung bị thất bại thì thường xu hướng là nó sẽ bị đạp về cái nền tích lũy sâu hơn ở vùng vùng, vùng dưới. Phú Tài khá là tốt, xu hướng sẽ đánh chạm về vùng 70. Cây nến kết tuần thì Phú Tài đánh tương đối là ổn định và về đến cái vùng 70 đến vùng 71, đây là vùng kháng cự rồi này. Đó thì nó sẽ chỉnh lại này. Đó, chúng ta sẽ không mua ở những cái vùng này nữa. Nếu như chúng ta mà xem được các bản tin phân tích của Hùng, FRT đến thời điểm hiện tại cũng hoàn thành gọi là cái target 35 trên 35 chúng ta đã có phân tích đề cập ở đây. Em này em test cung ở vùng 33.5 thất bại, chính vì nó thất bại nên nó lại phải về cái vùng hỗ trợ thấp ở đây. Đó, anh chị nhìn thấy này, cái phiên mà ngày thứ tư á, bất kể cổ phiếu nào cũng như vậy thôi, nó sẽ vận hành nó không có cái gì mà 28.8 đó, nó sẽ về lại cái vùng hỗ trợ thấp hơn của nó. Và khi cổ phiếu về vùng hỗ trợ, đã về vùng hỗ trợ rồi chúng ta sẽ không bán nữa, chúng ta cầm lại một tí nữa, chúng ta găng thì găng với nó. Còn ví dụ như đây này, điểm này bán này, điểm 33.5 đây bị gãy bất thường như này chúng ta bán này. Bộ đôi CSV cũng là một cái mã cổ phiếu mà được khuyến nghị đầu tư 30 trên 30 và vùng hỗ trợ ở đây 274 đến vùng 28, xu hướng là test lại hỗ trợ. DGC hình như hôm nay tăng tốt. Ok, DGC cũng về lại vùng target 55 lần 2. Từ vùng hỗ trợ của DGC ở đây, đó là vùng 50 đến vùng 51 chúng ta phân tích. Chờ các cái tín hiệu đánh break vùng 55 thì cái đầu sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Rồi, như vậy thì chúng ta đã đi phân tích điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu, một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản. Bây giờ thì thời gian còn lại 10 phút còn lại của chương trình chúng ta sẽ đi nói đến xu hướng về mặt thị trường. Thì ngay từ đầu bản tin thì cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị rồi, tức là về mặt lý thuyết là thị trường của chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi. Và nó biến đổi theo từng ngày và thậm chí là theo từng giờ, từng phút, từng giây. Chính vì vậy nên là trên cái bản tin phân tích tuần của Hùng thì nó định hướng những một tuần, và trên một tuần đó thì chúng ta sẽ phải có những cái tín hiệu kỹ thuật của từng phiên giao dịch đó, từng phiên giao dịch, để chúng ta có những phân tích định lượng về mặt xu hướng của thị trường. Thì mấu chốt vấn đề của tuần giao dịch cũ đó là phiên giao dịch ngày thứ ba, thị trường chính thức bị mất mốc M9, chính vì vậy nên là thị trường đã rơi tự do sau đó. Và cái điểm rơi tự do đó thì cũng đã đưa dự phóng cái vùng hỗ trợ của thị trường có thể rơi về sẽ chạm vùng 1.100 điểm đến phiên giao dịch kết phiên ngày thứ ba, thì có tiếp tục sẽ đưa những cái mốc dự báo về thị trường trong phiên ngày thứ tư có thể đạp về VN Index ở vùng 1.100 điểm và chỉ số phái sinh, đó, chỉ số VN30
Đó thì cũng đã có phân tích ở đầu phiên rồi. Thì đấy là những cái câu chuyện mà thị trường chúng ta luôn luôn biến động. Đó. Và đến trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trong một cái quá trình trend lên thì cũng đã tìm thấy trong những cái tuần giao dịch á. Nếu như các anh chị ở trong team Hùng có phân tích cái chỉ số VN30 và phái sinh rất là kỹ từ những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để chỉ số đi lên, thì trong cái phiên giao dịch kết tuần ngày hôm nay thì cũng tập trung nói đến vùng kháng cự. Đó, trong phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì chúng ta tập trung nói vùng hỗ trợ, nhưng đến phiên ngày thứ sáu thì chúng ta tập trung nói vùng kháng cự. Và đến thời điểm hiện tại thì ở chỉ số VN30 F1M chính thức đi về cái vùng kháng cự 1.185 điểm đến vùng 1.200 điểm. Đây là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh của thị trường. Cùng với đó thì một số các cái mã cổ phiếu đã kéo tốc lực ở trong những cái phiên vừa qua để đưa VN30 tiệm cận lại. Nó chưa đạt được ở cái vùng cao nhất nhưng cũng đã đưa VN30 về lại cái mốc M9 đó, ở vùng 1.155 điểm đến vùng 1.160 điểm. Đây là cái mốc kháng cự và chúng ta nhìn thấy đây ạ. Sáng nay thì nó liên tục chèn qua chèn lại, chèn qua chèn lại. Và ông có nói với các anh chị là chúng ta đưa ra được một cái biên tạm, một cái biên kháng cự và hỗ trợ của VN30 ở trong một cái nhịp dao động ngắn. Thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải phân tích định lượng hàng ngày đó. Và cũng chính hoàn toàn tương tự như vậy thì VN30 cũng chính thức là đi về những cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây, đó là khoảng vùng 1.175 đến vùng 1.180 điểm ở đây trong tuần tới. Thì cái câu chuyện là phiên ngày thứ hai tuần tới là cái phiên mà hàng T3 bắt đáy sẽ về. Như vậy thì những cái ý đồ chung về tạo lập của toàn thị trường nó sẽ nằm trên vai của phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Đấy là những cái phiên giao dịch rất là quan trọng. Và về mặt lý thuyết, về mặt định lượng về thị trường thì Hùng tập trung để Hùng nói về những cái vùng kháng cự, và chúng ta tập trung để chúng ta bám sát những cái tín hiệu về VN30, tín hiệu thị trường và tín hiệu của VN Index ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để Hùng có thêm những cái định lượng. Về đánh giá về thị trường chung ở trong tuần tới thì sau một tuần, có thể nói là sau một tuần có những cái biến động rất là mạnh, và đến thời điểm hiện tại đây thì sau một cái phiên T3 thì thị trường cũng đang bắt đầu có cảm giác đang gặp phải những cái kháng cự nhất định. Và đánh giá trên các cái nhóm ngành, ví dụ như nhóm ngành large cap, mid cap, trên nhóm banh chứng khoán, nhóm P và nhóm một số các cái nhóm cổ phiếu trụ, thì đang thấy rằng là cái vùng kháng cự của thị trường lại bắt đầu quay trở lại. Chính vì vậy cái tâm lý hành vi giao dịch của chúng ta trong tuần giao dịch mới thì đến thời điểm hiện tại là những cái anh chị mà chúng ta đã bắt đáy ở trong phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm, tức là sẽ rơi về hàng sẽ về ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ quan sát các động thái của thị trường. Nếu trường hợp như thị trường mà bị chỉnh giảm quay trở lại thì chúng ta sẽ bán cái phần mà chúng ta đã bắt được đáy đó, và chúng ta giữ lại phần gốc. Bởi vì cái quan điểm là bây giờ chúng ta khi mà thị trường bị đạp như thế này thì chắc chắn là hàng của chúng ta sẽ chưa ra được, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì sàn hốt nó rất là lỗi đó. Thì chúng ta cầm lại thì chúng ta sẽ cần chờ mua những cái điểm mà chúng ta bắt đáy ở đây, và chúng ta sẽ bán ở T1, T2 đó, T1, T2, không cần chờ đến T3 đó, T2 chúng ta bán bởi vì chúng ta sẵn hàng mà đó. Thì khi mà thị trường hồi phục thì thuyền lớn thuyền bé, cá lớn cá bé, rồi cổ phiếu tốt xấu gì thì xu hướng chung phần đa là nó sẽ đi theo xu hướng chung của thị trường. Và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang cầm, chúng ta cứ để ý mà xem thì nó cũng tăng theo thị trường chung. Vì vậy nên là chúng ta lại bắt những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có. Như vậy thì đường chung trong tuần tới thì chúng ta tập trung quan sát cái vùng kháng cự của VN Index ở khoảng vùng 1.180 điểm đến vùng 1.190 điểm ở đây. 1.190 điểm đối với chỉ số VN30. Chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đi quan sát cái vùng kháng cự ngắn hạn ở vùng 1.155 điểm, 1.160 điểm. Mạnh hơn thì nó sẽ rơi về ở khoảng vùng 1.175 điểm đối với chỉ số VN30. Cùng với đó thì chỉ số VN30 F1M thì nó đang hình thành ở một cái nền đi ở biên 1.170 điểm đến biên 1.185 điểm, và cao hơn thì nó sẽ ở 1.190 điểm, tức là nôm na ở đây nó đang gần với những cái vùng kháng cự rồi. Thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta quan sát những cái vùng kháng cự tiếp theo của thị trường ở đây trước khi mà Hùng có những cái phân tích định lượng mới.
Ok, bản tin của chúng ta đến đây sẽ tạm dừng. Trước mắt chúng ta sẽ có 2 ngày nghỉ thì chúng ta tạm thời rời xa thị trường. Theo dõi bản tin của ông Lê và tất cả những anh chị em nào mà chúng ta có những cái câu hỏi mà chưa được ở những cái mã cổ phiếu mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị sẽ comment ở bên dưới cái dòng thời gian của các cái bản tin tuần thì Hùng sẽ dành thời gian để Hùng sẽ chia sẻ trả lời cho tất cả anh chị em của chúng ta có những cái câu hỏi đó và cũng rất là mong các anh chị em của chúng ta sẽ tiếp tục về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để nhận các cái phân tích, các cái khuyến nghị, các cái mã cổ phiếu ở trong phiên và nhận các cái phân tích về mặt kỹ thuật ở trong phiên trực tuyến, bởi vì một cái quan điểm là thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần những cái cột tiêu, cần những cái cột mốc để giúp cho chúng ta ổn định về mặt tâm lý giao dịch, để giúp cho chúng ta ổn định trong các cái vị thế cầm nắm cổ phiếu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo.